chương 421, tiên hạ mạnh nhất, bất bại ngoan đồng một, chậm rãi lui về phía sau, chắc phàm dùng đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn đứa bé kia, thản nhiên nói, tiểu huynh đẹp, ngươi đã là cường giả thần chiếu, vậy ta cũng sẽ không xem ngươi là hải đồng vô tri ý tứ của ngươi vừa rồi, chính là muốn nô dịch chúng ta sao, khắc 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 giết người phóng hỏa phải vào phòng giam, nô dịch một chút cũng như nhau thôi, nhưng là những việc này, đều là bốn tinh quỷ lưng kia làm, cùng chúng ta có liên căn vì, vật họp thâu loài, người lấy nhóm phân chê các ngươi cùng bốn cái đồ chơi kia lăn lộn cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì, cần nghiêm trị một chút, tuyệt đối không ngoan, ánh mắt hơi híp lại một chút, chắc phàm nhìn lấy nụ cười kinh nghiệt của đứa bé kia, nụ khí trong lòng càng sâu, lạnh lùng nói, nói như thế, không thể không làm to chuyện, tuy nhiên lão tử cũng không muốn rất thủ gới một đứa bé như ngươi, ha, muốn đánh sao, ha 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 tốt, bất quá phải nói rõ trước, ta không có ý giết các ngươi, cho nên cho các ngươi lần người cơ hội khiêu chín, nếu như các ngươi có thể thắng ta một lần, ta thả các ngươi đi, cái đứa bé kia vạt vạch nón tay, lộ ra rượt rỡ nụ quỷ Chắc Phạm đã thối lui đến bên người lệ kinh thiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía cái đứa bé kia, lại càng ngày càng ngương trọng. Tỷ đứa nhỏ này phỉ có tu vị thần chiếu nhị trọng, nhưng nối mặt với nhóm người có thần chiếu lục trọng cùng bốn cao thủ thần chiếu tam trọng bọn hắn, vẫn như cũ bình thản ung dung. Cái này đã nói lê, hắn thật sự có niềm tin nắm chắc tất thắng, huống hồ, ngay cả ba sách tứ quỷ đều e sợ hắn như thế. Như vậy thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản như tu vi hắn thể hiện bên ngoài, Chắc phàm liếc nhìn tú quỷ một chút, nhỏ giọng nói, thực lực tiểu tử này như thế nào, so với lệ lão thì sao, là mạnh hơn hay là yếu hơn, nếu mạnh hơn thì mạnh hơn bao nhiêu, từ quỷ liếc nhìn lẫn nhau trên ánh mắt, cuối cùng vẫn là quỷ hung sát thạnh giọng nói, tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng được gão nhân này, chủ yếu là tiểu tử này thông minh cực kỳ, liếc một chút thì xem thấu tứ tâm trận thuật của chúng ta, nếu không phải vậy như chúng ta nào dễ dàng bị hắn đánh bại như thế, chắc phàm ngật đầu, thì ra là thế, ta liền nói à, nếu không phải phá được trận đợt hợp kích của bốn tên quỷ lùn này, dựa vào cường công làm sao có thể dễ dàng bắt lấy bọn hắn đem làm nô dịch như vậy. Bất quá, vì lý do an toàn, chắc phàm vẫn là đánh mắt cho lệ kinh thi, lệ lão, ứng đối với đứa nhỏ này nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể lưu thủ, người coi như thể buộc phải đem hắn giết đi. Ta thấy đứa nhỏ này rất quỷ dị, lời bốn tên quỷ lùn này cũng không thể tin hết, chỉ sợ sẽ lật tiền trong mương. Lệ kinh thiên gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một đạo sắc ý trần trụ sau một khắc, lệ kinh thiên gầm lên giận dữ, toàn thân cao thấp phát ra cuồn cuộn hắc khí, khí kế cường đại làm cho cả mảnh trời hư không cùng sơn mạch bốn phía đều không ngừng vun dày lên. Ma sách tứ quỷ nhìn thấy hiền kinh hoàng thất xác, lúc bọn hắn đánh nhau với lệ kinh thiên, bởi vì tứ tâm trận tuật phiến lão nhân này tâm hoảng ý loạn, căn bản không thể phát huy ra thực lực bằng một nửa lúc bình thường. Đến lúc này bọn hắn mới chính thức nhận thức được lệ kinh thiên là nhân vật đáng sợ cỡ nào, trong lòng cũng bất xác lo sợ. Nếu lúc báo lệ kinh thiên trực tiếp dùng toàn lực ứng phó quỷ hung sắc mà nói, quỷ hung sát bón chừng chỉ trong một chiêu liền sẽ bị tiêu diệt, căn bản không thể đợi ba huynh đệ còn lại chạy đến cùng bày trận, bay cũng chính là tai hại lớn nhất của tứ tâm trận thuật, bốn người một nằm, lợi đồng tâm, bốn người không đủ, từng cái gà mờ, thế nhưng hài đồng kia lại vẫn như cũ khoan tay tự đắc ngồi tại trên đẳng đá lơ, khoanh tròn hai tay, không sợ chút nào, thậm chí ngay cả một tiên nghiêm túc đều không có biểu lộ, điều này khiến chắc phàm khi nhìn thấy liền nhíu mày thật sâu. Tiểu tử này đến tộc cùng là làm ra vẻ chấn định, hay là thật sự không đem lệ kinh thiên để vào mắt, nếu là câu sau mà nói, thực lực của tiểu tử này đến tục cùng là khủng bố đến loại tình trạng nào, mà sát tam tuyệt tức cứu lất, mà lòng ngút chảy, giống, đột nhiên, một tiếng lòng ngâm kinh thiên vang lên, lệ kinh thiên hét lớn một tiếng, rồi phóng nhanh về phía đứa bé kia, lau ảnh đen tuyền vần quanh toàn thân hắn, dương nay ngúa vuốt, phẳng phất như muốn đem hết tẩy mọi thứ trước mặt xé nát, phàm là địa phương hắn đi qua, ngay cả không khí cũng phát ra âm thanh nổ tung, tự như không gian bốn phía cũng nhị không được muốn vỡ vụng đó là chưa kể đến những nơi hắn đi qua, Bết đá đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, Tật mạnh, cho dù là giác phàm truyền cho lệ kinh thiên bộ vũ kỹ này, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Tên võ si lệ kinh thiên này thật sự là nhân vật trời sinh để luyện ma sát quyết, bộ vũ ký này vào trong tay hắn, quả thực cả kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, thế nhưng vẫn phiến chắc phàm cảm thấy trong lòng bất an như cũ, là hài đồng kỳ, vẫn là một bộ dáng đạm nhiên, nhàn nhã, Tựa hồ căn bản không hề đem lệ kinh thiên để vào trong mắt, vậy là như thế nào, coi như đối phương là cường giả thần diếu đỉnh phong, nhìn thấy một màn này cũng phải hiện ra sắc mặt cẩn thận, thế nhưng tiểu tử này, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, nhìn thấy lệ kinh thiên dốc cục Phật cũng tới trước mặt hắn, đối mặt với uy áp mạnh mẽ như muốn đem tất cả mọi thứ đập vụng, đứa bé kia lại chỉ là chậm rãi rút một tay vẫn luôn quanh ở trước ngực, duỗi ra một cái, phốc, một tiếng van trầm phát ra, một chuyện đã phát sinh khiến cho tất cả mọi người cũng bất giác cả kinh, quai hàm đều rơi phía với lệ kinh thiên xuất ra toàn lực ứng võ tự như không vì địch nổi dòng lên phía trước, kế nhưng quý như vậy bị đứa bé kia dùng một bàn tay nhẹ nhàng đỡ được, hư ảnh hắc long trinh người lệ kinh thiên không ngừng tán loạn ra bốn phía, như muốn rông ra khỏi ràng buộc, nhưng đứa bé kia thì quý như vậy nhẹ nhàng dùng một bàn tay cản lại, đầu hắc long kia vô luận làm như thế nào đều không thể rông qua được, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa chia làm hai loại phong cảnh bất đồng, một bên là bọn chắc phàm dưới nghi áp mạnh mẽ của lệ kinh thiên, bị cuồng phong tàn phá bùa bẫy, toàn bộ thiên địa tự như muốn sụp đổ, một bên khác là sau lưng đứa bé kia, gió êm sóng lặng, một mảnh ánh nắng tươi sáng, hắc long cuồng bảo, đều không thể mảy bay dần tới bên đó. Chương 420 hay, thiên hạ mạnh nhất, bất bại ngoan đồng hay, làm sao có khả năng, chắc phàm kinh nhạc nhìn hết thảy, hoàn toàn không thể tin được đây là thật, có lẽ đây chính là lần đầu tiên có người khiến hắn cảm thấy nghịch tia. lệ kinh thiên cũng một đầu đầy mồ hôi, dốc sức sử dụng toàn bộ khí thế toàn thân, nhằm tránh thoát một trường nhẹ nhàng của thiếu niên kia, thế nhưng hắn tựa như là một đầu trâu rừng nổi điên đang phi nước đại, lại đột nhiên đụng phải một toàn núi cao răm trượng, bất vận hắn cậy mạnh như thế nào, đều không thể bày bay di động toàn núi cao nguy nga này khóe miệng thiếu niên gãy lên một đường cong cười nhạo bạm mạc gây điếng nhớ kỹ đây là cơ hội thứ nhất vừa rớt lời thiếu niên say nhẹ cổ tay một cái nhẹ nhõm bắt lấy cánh tay của lệ kinh thiên, sau đó nhẹ nhàng cong về phía sau một cái Quay. toàn bộ toàn núi cao giam trượng trong một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa nháy mắt nít tác sụp đổ, Chác phàm cùng tứ quỷ giật bình vội vàng bay lên không trung chờ bụi mù tán ni tứ thu vào tầm túy ươi không khỏi làm cho bọn hắn ngăn không được hít sâu một hơi chỉ thấy quả núi cao lúc trước trong dây lát đã bị săn thành bình địa, từ bên trong phế tích, lệ kinh thiên đang chật vật leo ra, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ, chỉ phi chính diện đối địch cùng đứa bé cả hắn mới thật sự hiểu chỗ kinh khủng nó, trong mắt hài đồng quỷ dị kia, hắn phẳng phất tượng như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, người ta chỉ cần dùng một đầu món tay liền có thể bóp viết hắn, cảm giác bất lực như thế, thiên cương cùng tôn hắn từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu gặp phải bọn người chắc phàm càng là trợn mắt khá hốc mồm nhìn lấy hết thảy trong mắt ngoại dư kinh dị thì vẫn là kinh dị bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của tiểu quỷ này vậy mà nghịch thiên đến như thế nghịch thiên đến trình độ chắc phàm cho dù tại cánh vực đều chưa từng gặp qua dạng tồn tại biến cái như vậy lệ kinh thiên thế nhưng là thiên tài luyện tẻ tần chiếu lục trọng lại có huyền giai vũ khí kề bên người coi như đối mặt với cao thủ thần chiếu đỉnh phong cũng có thể chí một trận nhưng hôm nay trước mặt một cái tiểu quỷ thần chiếu nhị trọng lại bắt lực như thế Tiểu quỷ kia căn bản còn không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là dựa vào lực lượng một cánh tay, liền trực tiếp đem lệ kinh thiên đệ nhất đại tướng dưới chứng hắn vông ra chân núi. Cuối cùng đây là lực lượng biến thái như thế nào à? Hai gò má chắc phàm tái giám tàu cứng ngắc nhìn lên không trung ở nơi đó tiểu quỷ kia thính dương dương tự đắc ngồi ngay ngắn trên bầu chảy. đạm mạc lên tiếng ngọn núi này đã bị hủy ta đến đỉnh núi kia giờ các ngươi nhớ kỹ thời gian là ba ngày a à đúng 10 cái ruột tài của ngươi đâu chắc phàm chảy bồ hôi lạnh run run dày dày xuất ra 10 cái ngũ phẩm dược tài, đứa bé kia liền vui vả, gã vươn tay đem 10 cái dược tài hút vào trong lòng bàn tay, cười nói, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, tiềm thiên chút dược tài trở về, ta bất bại ban đồng cổ tam thông, sẽ có trọng thưởng, vừa rớt gầy, liền hưu một tiếng không thấy tâm hơi, chắc phàm không ngừng gật đầu, đánh mạnh vào mực một cái, mới khiến cho tâm đình của bình từ trong vuông dày bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi, con bà nó, quái vật này từ đâu tới, quá biến thái, chắc chắc quản ra hắn vừa mới nói hắn là ai, lệ kinh thiên một thân trọng thương, bùng đưa thân thể bay về phía trác phạm, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin, trác phàm nhíu mày, nghĩ một lát mới nói, hắn hình như tự xưng là cái gì bất bại ngoan đồng, cổ tam thông, làm sao, lệ áo người biết, mẹ ta à? khó chết lão vu thua thẳng như vậy, làm sao lại xui dầu ập phải tin tiểu ma đồ này chứ, ai, đúng là đi ra ngoài không xem hoàn lịch a à? lệ kinh thiên đưa tay hung hăng vào đầu, vạn phần hối hận, tự như sắp khóc đến nơi, trác phàm ánh mắt ngưng tụ vội vàng nói tinh cổ tam thông này đến tột cùng là thần tánh phương nào khặc 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 liền ngay cả bất bại ngoan đồng cổ tam thông tiểu ma đầu cũng không nhận ra chắc quản gia quả nhiên kiến thức nông cạn thế mà lệ kinh thiên còn chưa kịp trả lời sau lưng chắc phàm đã vang linh một trận tiếng lão huyệt thái dương của Trác phàm liền nổi lên khóe miệng mãnh nghiệt co rút lạnh lùng quay lại nhìn về phía thú quỷ gần giọng nói các ngươi đã sống biết hắn là ai cũng biết thực lực của hắn đúng hay không báo là đương nhiên chúng ta nhưng là ma đạo anh thiệp dạng cao thủ nào trong thiên hạ chưa từng thấy qua, danh tiếng tiểu ma đầu kia lớn như vậy, chúng ta làm sao lại không biết, người do rằng chúng ta đều giống như người á, à? không có kiến thức, quỷ hung sát một bên cười nhỏ, một bên vui sướng nhảy tới nhảy lui giễu cận hai người chắc phàm, chắc phàm nắm chặt song quyền, tạm thời áp bi nộ khí trong lòng, đói tiếp, vậy các ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn tới đây để đối nghịch với tiểu ma đầu kia, mà chuyện đánh cực kia, cũng là giả, khạc 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 báo là đương nhiên, chúng ta nhưng là ma đạo anh kiệt, khẳng định không làm chuyện tốt, chúng ta bị cái tiểu ma đầu kia áp chế, rất tức giận, không chỗ phát tiết, nếu kéo các ngươi cùng xuống nước, nhìn các ngươi thống khổ giống như chúng ta, chúng ta thật vui vẻ, huống hồ, người trong ma đặng như chúng ta nếu đánh cược, nào có chuyện giữ uy tín, người thế mà cũng tin, đần độn, ha ha ha, ma sách tứ quỷ tập hợp một chỗ nảy linh nhảy xuống, nhìn chắc phàm và thích chế diễu, hai bên huyệt thái dương chắc phàm đập mạnh, tức giận đến hai bát bảo bừng, nghĩ không và, hắn thông minh cả đời, thế mà bị bốn tên nhị bức đồ nghịch, mẹ nó, cạn, đầu món tay chắc phàm bỗng nhiên vang lên một tiếng, trong nháy bắt kết cấn, sau một khắc, huyết ấn trên chắn tứ quỷ bỗng nhiên chớp bặng, tứ quỷ chu lên một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, lớn tiếng cầu tình, thế nhưng chắc phàm sẽ không tha cho bọn hắn, nếu không điều giáo bốn tinh quỷ nôn này cho tốc, không chừng một ngày nào đó bốn tên này sẽ đem hắn dẫn vào hiểm bổ, vệ kinh thiên lao máu tươi trên khóe miệng, nhìn bốn tên tiểu hỗn đản, không còn gì để nói, bốn tên này mới là đường đường chính chính đần độn, rõ ràng mạng của chính mình đều rong tay người ta còn dám hố hắn, thật sự là tự tìm khổ ăn, bất quá, bỗng nhiên bị thiên hạ bệnh nhất, bất bại ngoan đồng cổ tâm thông dây dưa, cũng thật sự là sự tình phiền bái đệ đất thiên hạ, lệ kinh thiên trao mày, cỏ dài một hơi, chương 423, quái vật trong truyền thuyết một, chắc quản ra, chúng ta biết sai rồi, người tha cho chúng ta đi, quỷ lanh lợi ông đầu lan lộn dưới đất, cầu xin tha thứ, cái gì mà chắc quản ra, là giác lão cha, xin người tha cho chúng ta a à, chúng ta không dám nữa, quỷ keo kiệt một bên ông đầu, một bên tỏ vẻ cầu xin hét to, cái gì mà chắc lão cha, là chát ra đa, xin ngươi lão đại quỷ hung sát đau đầu khó nhịn, mắt bày lệ quang, thế nhưng không đợi hắn nói hết, trong mắt đã co rút, trận mắt nhìn về phía quỷ tao kiệt ở một bên, nghèo tới, trực tiếp đấm một quyền lên mặt hắn, mắng to, con bài nhà ngươi, ngươi dám chiếm tiện nhi của ta, quỷ cao kiệt ôm chặt con mắt đã tím say, không rõ ràng cho lắm, quỷ nhát van lại chịu đựng đau đầu, nhút nhát nói, lão đại, vừa mới nãy là lão nhị ở lão cha trước, ngươi gọi ra ra sau, không thể vách hắn, trong mắt không khỏi dưng một cái, quỷ hung vát lúc này quay đầu và cho quỷ nhát van một cái, Đại nó, ngươi không nói cũng không ai nghĩ ngươi là người câm, gừng, vốn chính là ngươi say, ngươi còn dám đánh ta, quỷ cao kiệt nghe vậy, cũng nhất thời tỉnh mộ, không khỏi trợn mắt nhìn về phía quỷ hung sắc, cũng xông lên cho hắn một quyền, quỷ nhát van trong lòng vì muộn, tuy không dám động thủ trước, nhưng thấy lão nhị đem lão đại đánh nằm xuống, bất sát tránh giao lưng lão nhị, tỉnh thẳng lại đánh đánh lão đại một quyền. Lão tam quỷ anh lợi e sợ thiên hạ không ngoạn, một bên ông đầu đau đớn, một bên ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, góp phần trợ nghi. Trong lúc nhất thời, tứ quỷ đánh nhau loạn cành một bàn, vô cùng náo nhiệt, Trác phàm nhẹ ông thanh quát cáo không ngừng binh tay, gương mặt mãnh liệt co rút, tức phận đến huyệt tái dương đều sắp màu tung, hắn cho tới bây giờ chưa thấy quả đám kỳ hoa nào như thế. Cho dù là thân đang bị nguyết tầm làm cho thống khổ vẫn còn có thể nguyên náo thành như vậy, xem ra đau đớn như vậy đối với đám các ngươi mà nói, vẫn là quá nhẹ, như vậy, gã tử lại tăng thêm một chút đi, cung hăng e cắn môi, ấn quyết trong tay chắc phàm lại biến, phốc, tứ quỷ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đỏ lên, ngược lại lan lộn dưới đất, kêu càng thảm thiết hơn, đối thống khổ tận trong xương tùy khiến bọn hắn không còn tâm tư đùa dưỡng chắc phàm thở hồn hền từ ngụ, phổi như sắp bị bốn tên quỷ này làm do nổ tung, qua một hồi lâu, mới có thể bình kĩnh trở lại, nhìn về phía lệ kinh thiên nói, lệ lão, cổ tam thông kia đến lai lịch như thế nào, sao lại đáng sợ như thế, chậm rãi lắc đầu, lệ kinh thiên cũng nhíu chặt gông mày ai thắn nói ta đây cũng không rõ lắm, bất quá trình tuyết về cổ tam thông danh dưng là bất bại ngoan đồng, cả đời chưa bại, 300 năm trước còn từng khiến cho thiên hạ nổi lên một trận sóng to vó lớn, làm cho toàn bộ đế quốc gần như phá vỡ, thế nhưng về sau liền mai danh ẩn tích, sau đó không nghe nhắc tới nữa, không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này, cái gì, 300 năm trước, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể quá lớn tuổi như vậy, chắc phàm giật bình, không thể tin nói, lệ kinh thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắp đầu, ta đây cũng không rõ tả, lão vô cũng là theo tin đồn mà duy đón thôi, nếu như đứa nhỏ này thật sự là bất bại ngoan đồng, vậy liền tuyệt đối trên 300 tuổi, hoặc là nói, hắn là hậu nhân của bất bại ngoan đồng, theo tiền nhân mà đáy tục danh này, khạc 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 bất bại ngoan đồng cổ tam thông, năm đó quất táo phong vân huy phong cỡ nào, danh sưng cao thủ mạnh nhất thiên vũ từ trước tới nay, làm sao có thể có người dám kế thừa tục danh của hắn, huống hồ thủ đoạn của hắn, mới vừa rồi ngươi cũng được chứng kiến, nếu không phải là bất bại ngoan đồng xuất thủ lão nhi ngươi có thể bị chỉnh đến tê thảm như thế sao kế nhưng lệ kinh thiên nói còn chưa rút lầy, quỷ hung sát đã là cười nhạo hét to, ba quỷ còn lại cũng là một binh cưu gào, một binh phát ra tiếng cười quái dị, lệ kinh thiên nhẹ vút trong dâu, ghẽ vật đầu, bốn tên quỷ lùng này tuy nói năng lộn rộn, đầu óc không dùng được, nhưng nói cũng rất có đạo lý, nếu không phải bất bại ngoan đồng cổ tam công, quái vật trong viên tích kia mà nói, hắn thật đúng là không tin trinh đời có ai có thể dễ dàng đem hắn đánh thảm bại đến trình độ như vậy, gần như không còn chút tôn nghiêm nào. Chắc phàm liếc rào bốn người kia một chút, lạnh lùng nói, lệ lão không biết chuyện về cổ tam thông này, chẳng lẽ các người thì biết rõ, đương nhiên, lão nhi này tuy đã cao tuổi rồi, nhưng đại chiến 300 năm trước, hắn bắn chừng còn chưa ra đời đâu, biết cái đếch vì a à? quỷ hung sắc khinh thường niềm mai cười ra tiếng, chắc phàm nhớ mày, gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, lệ lão không biết, các ngươi so với lệ lão cũng chưa chắc lớn hắn được mấy tuổi, chẳng lẽ lại biết rõ, hắc 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 chắc quản gia, này có chỗ không biết, năm đó sự tình do cổ tam thông gây ra cạo đen huyên náo quá lớn, không chỉ là gì nục bảy nhà, còn làm cả thiên vũ đế quốc hộ thẹn, cho nên tục danh của hắn ở trong đế quốc cơ hồ cũng là cấm ngữ, bên trong bảy nhà, cũng chỉ có gia chủ các đời mới được biết về chuyện của hắn, thậm chí hơn vân nửa các vị trưởng lão trong gia tộc cũng không biết tới, bởi vì thực sự không còn mặt mũi à, Khặc khặc khặc, quỷ hung sắt lại quái dị cơ lê, phảng phất như đang giễu cợt bảy thế gia không ai bị nổi kia, mà sách tông chúng ta không cấm nói về chuyện này, thậm chí trước khi gia nhập tông môn, trưởng lão tông môn còn cố ý tăn dặn một câu, nhất định không được sinh ra bút mắc với điều quái vật này hai người chúng ta lại xui xẻo như vậy mới chúng được ra khỏi cấm dễ liền đụng phải hắn. ai à, thực sự quá không may a à. Wow. nói xong quỷ hung sát tựa hồ lại nghĩ tới thị thương tâm của bốn người bọn hắn không ngờ liền khóc quáng lê ba quỷ còn lại cũng một binh kêu gào một bên khóc lớn theo chắc phàm nghe vậy trong lòng phát phiền quát to đừng khóc tranh thủ thời gian nói rõ ràng cho lão tưởng vâng tứ quỷ trong náy mắt dừng lại tiếng khóc nút nhét nói vậy kính xin chắc quả ra tha cho chúng ta để cho chúng ta suy nghĩ rõ ràng một chút hai tròng mắt chắc phàm hơi ít lại, khẽ tở dài, ấn quyết trong tay lại biến, đau đớn trên tân bốn người liền trong nháy mắt đình chỉ, một lần nữa hưng phấn mà nhảy dựng lem, cười quái dị liên tục, chắc phàm thấy bốn người bọn họ không có chút nào tự kiểm điểm trong lòng tức giận, nhưng lại không có cách nào, chỉ à lạnh lùng nói, các ngươi đem sự kiện này một năm một bồi nói rõ do ta, tiện cũ lúc trước ta sẽ bỏ qua, nếu không thì... Trường 424, quái vật trong truyền thuyết hay, động động món tay, tứ quỷ tấy vậy, không khỏi kinh ngãi, vội vàng nói, chắc quản gia yên tâm, chúng ta nhất định biết vì nói nấy, về sau cũng không dám lừa ngươi nữa, chắc phàm cười nhặt, hài lòng gật đầu, thấy vậy, sau khi bốn người liếc mắt nhìn nhau, lão đại quỷ hung sát liền mở miệng, theo chúng ta biết, bất bại ngoan đồng cổ tam thông này có thân thế cực kỳ ni kỳ, quả thực cũng là hiếm thấy, một, mau nói rõ vàng vem nào, chắc phàm nhíu mày, vội vàng nói, quỷ hung sát lắc lắc đầu, khó có khi chứng chặt đàng hoàng, thân thế của hắn quá ly kỳ, đến mức chúng ta căn bản đều không biết thân thế của hắn đến tột cùng là có bao nhiêu ly kỳ, lão đảo một cái, chắc phàm kém chút nữa thì nã xuống, trong hai con ngươi đã tràn đầy lửa giận, món tay một lần nữa giật giật, mắng co, con bà nó, bốn người các ngươi lại đang đồ nghịch ta có phải hay không, xem ra là các ngươi còn chưa ăn đủ đau khổ ạ, à? chắc phàm khẽ cắn môi, đang chuẩn bị kết quấn lần nữa, quỷ lanh lợi thấy thế, không khỏi giật mình, chặn lại nói, chắc quản gia rộng đã, lão đại hắn nói không có say, chỗ y kỳ của cổ tam thông này, đúng là chúng ta không biết gì về hắn, tự như là bỗng dưng xuất hiện, nếu không, lấy thế lực của hoàng thất, tam tông hộ quốc, người hạ thất ra, đừng nói một người giống sợ sạc, liền xem như một con kiến nho nhỏ, cũng có thể tra giao của người ở nơi nào, thế nhưng lại tuyệt không thể tra ra vị cổ tam công này, cái này không phải rất ly thì sao, chân mày khẽ động, ngón tay đang chuẩn bị kết ấn của trác phàm dừng lại, tuy nói đầu óc tứ quỷ này có khi không rõ ràng, nhưng lời quỷ anh lợi vừa nói, quả thật con mẹ nó cũng có đạo lý. Một tiểu quỷ tự lực cường hắn lại không biết từ nơi nào đến, sát cực rất khả nhi chẳng lẽ, hắn cũng đến từ tánh vực, nghĩ tới đây, chắc phàm thuốc dục nói, nói tiếp, gật gật đầu, quỷ hung rắt tiếp tục nói, khi tiểu tử này vừa mới rất hiện, cũng chỉ nào như vậy, như một hai từ tám chín tuổi, bất quá khi đó hắn mới có tu vi thiên huyền ngũ trọng cảnh mà thôi, thế nhưng qua 300 năm, hắn thế nhưng vẫn nhỏ như vậy, tu vi cũng chỉ đến tần chiếu nghỉ trọng, có thể nói là tinh tiến chậm chạp, chỉ duy nhất một điều không đổi là, hắn vẫn như cũng là kẻ bệnh nhất thiên vũ, bất quá 300 năm trước hắn là đệ nhất nhân dưới thần chiếu cảnh, hiện tại là đệ nhất nhân trong thần chiếu cảnh, hả, lại có quái sự như thế, lông mày nhíu lạnh, trong lòng chắc phàm càng thêm hồ nghi, nếu như tiểu tử này là lão quái vật mà nói, có biết dùng đại lượng tu vi để duy trì tuổi trẻ hình dạng hay không nhỉ, điều này coi như cũng có thể giải thích được đi, thế nhưng vì sao tu vi của hắn lại tiến triển chậm chạp như thế, thế nhưng là, có ai lại ngu ngốc một mực đem chính mình bảo trì dưới hình dáng hài đồng cơ chứng, tối thiểu nhất cũng nên là tuổi bơi 16-17 đi chỉ ít còn có chút niềm vui thú, là có thể hưởng thụ, hắc hắc hắc, như tới đây, trước mặt chắc phàm tựa hồ lại xuất hiện bóng hình thước ta dinh đẹp dùng ngụa bỏng che mặt kia, nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, để cho mình dấn tĩnh lại, hắn muốn làm một bá chủ ma đạo sự nghiệp lẫy lừng, làm sao có thể bị thứ ôn nguyễn ngu hương này nhiên lụy, à, có lẽ tiểu tử kia cũng có ý nghĩ như vậy, bây giờ, tựa hồ như giáp phàm đã có thể ý giải, nói tiếp, tiểu tử này rất quái dị, không thích chuyện gì khác, chỉ thích nhất là nuốt sống dược tài cái này nếu là thân thể người bình thường, sống đã bị dược lực cuồng bạo kia làm cho đứt bạn gân mạch mà chết, thế nhưng hắn lại không gặp chuyện gì, bất quá chắc quản gia, người cũng đã có thể tưởng tượng được, lúc hắn cần dược hiệu nhưng lại không có, nhà ai trong thiên vũ này có nhiều dược tài chân quý nhất, hoàng thất cùng ngựa hạ thất ra, chắc phàm tốt ra, tinh quang trong mắt rái lên, sau đó như là nghĩ đến cái gì đó, liền lộ ra một đủ quê tà vị, chẳng lẽ hắn, khắc 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 chắc quản gia quả nhiên không phải đuôi tốt, e sợ cho tin hạ không mặn a. À. bất quá giác cực như thế, tiểu tử kia tìm tới gần quốc bên trong dược vương nghiện đem dược tài từ nhị tam phẩm đến lục thất phẩm thậm chí một gốc dược tài bát phẩm mất ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra ăn rạch bách lần này dược vương điện há có thể buông tha cho hắn sao sau đó một đám trưởng lão khí thế hung hăng muốn bắt pháy hắn mặc dù hắn không thông thạo gỗ kỹ nhưng lại có một đôi nắm đấm thép vô cùng lợi hại đám trưởng lão kia cơ hồ là chỉ trong một chiều, liền bị hắn miểu sát tư vị một quyền kia lão đầu này chắc là người rõ ràng nhất a à, hấp hấp hắc quỷ hung sát chỉ về phía lệ kinh thiên, Nghĩa mai cười thành tiếng, lệ kinh thiên ghé gặp đầu, bây giờ nghĩ lại một chút, chắn vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, lúc hắn cùng cổ tam thông giao thủ, cổ tam thông cũng không có sát quỷ chỉ gà tùy ý hắn lên, liền có thể khiến hắn dương cốt bếp gãy, trọng thương toàn thân, nếu thật sự hắn đánh ra một quyền đánh mà nói, bón chừng chỉ vài phút hắn đã bị diệt cành cận bạ, cái này, là quái lực cỡ nào à, hít sâu một hơi, lệ kinh thiên nghĩ tới tình hình khi đó, trong lòng liền không nhịn được dậy một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra từ sâu trong đáy lòng. Chuyện này, thiên cương cuồng tôn hắn cả đời chưa từng gặp phải, chắc phàm minh bạch cảm thụ của hắn, bởi vì chính mình lúc bảo ở một bên nhìn thấy cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, sau đó vỗ vỗ bạc vai hắn an hủy rồi vừa nhìn về phía tứ quỷ, vừa nghiêm túc nói, sao báo thì sao, khặc 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 về sau, tiểu đệ bị đánh nên lão đại gia dược vương điện xin đế vương môn giúp đỡ. Kết quả trưởng lão của đế vương môn rất thủ vấn như cũ trong vài phút đã bị miều sắc, mà cổ tam thông cũng rất phách lối, bốn phía cướp bóc dược tài, sau cùng còn tập kích kho thuốc toàn bộ bảy nhà, cướp bóc sạch sẽ, thực sự rơi vào đường cùng, bảy nhà vẫn luôn nội đấu, rốt cục lần đầu tiên cùng nhau liên hợp một chỗ, phát động đồ ma lệnh vang danh nhất từ khi thiên vũ lập quốc ngàn năm qua, cái gì, trong mắt chắc phàm o rụt vậy, trong lòng kinh hãi, nghĩ không ra đồ ma lệnh khiến cho mọi người e ngại, lần đầu tiên lại là vì cổ tam thông này mà phát động, thế nhưng là dù vậy, tiểu tử này bây giờ lại vẫn như cũ sống rất tốt, đây là thực lực cỡ nào à? lấy sức một mình chống đối toàn bộ đế quốc, hơn nữa lúc ấy hắn, con mẹ nó, chỉ mới là thiên huyền cảnh ạ, à. chương 425, Khổ Long Thành vệ thứ 31, đồ ma lệnh một khi phát động, những nơi cổ tam thông ni qua, đều là bị bảy nhà đồ diệt, cho nên từ đó về sau, mọi người vì sinh tổ, vì cần nhìn thấy hải đồng này, liền kêu đánh kêu giết, giống như chuột chạy qua đường, người người có thể chu diệt, hắn không cách nào dừng chân tại bất kỳ một thành trì nào, bởi vì toàn bộ đế quốc đều đã trở thành địch nhân của hắn, lúc đó cổ tam thông dù sao cũng chỉ là một hai đồng trong lúc cô đơn tứ cố vô thân cũng bị người người oán nhận cũng mồn dầu một trận duyên ngôn khi đó sau khi cung phụng bảy nhà đuổi kịp hắn hắn cũng không còn ham chiến mà chỉ co càng chạy đầu ma lệnh cũng có được hiệu quả nhất định chí ít cũng khiến chiến ý của tiểu quái vật kia tiêu tan hơn phân nửa chắc phàm nhìn quỷ hung rát khẽ gật đầu hắn hiểu được cảm giác này dạng tình cảnh này tu giả ma đạo bọn hắn cũng thường gặp phải cũng bởi vì một ít nguyên nhân làm thịt một số kẻ thích ra vẻ đạo mạo người khác không buồn hỏi phải phải đúng sai đã mở biểu kêu đánh kêu vít chỉ vì chữ ma trên đầu đỉnh bọn hắn lại cảm giác không có người tương trợ cô lập quả thực làm cho lòng người sinh thê lương cho nên hắn vẫn luôn cho rằng tu giả ma đạo có thể tự lập là một loại tu luyện tâm cảnh rộng yếu cho dù chỉ còn một người cũng phải có dũng khí đối địch cùng thiên hạ bởi vậy coi như ngày sau hắn trở thành ma hoàng cũng vẫn không hề mở tông lập phái cũng có thể coi như là kẻ cô độc nhất trong bát hoàng bất quá đây cũng là một loại tu luyện tâm tính trong ma đạo chỉ là một khi xảy ra chuyện không có trợ thủ cũng có chút phiên vức, mà cổ tam thông lúc báo tuy đã là thiên hạ vô địch, nhưng tâm tính vẫn như cũ chỉ là một đứa bé. Triệu cảnh cô độc cùng xa lánh này càng làm cho án tuổi còn nở nhưng tâm linh lại phải chịu nhiều tương tổ, phòng tuyến tâm lý càng vẽ rụp đổ. Ai, cái đổ ma lệnh này thật sự là một trận tâm lý chiến a. Chắc phàm thở dài một tiếng, nhìn về phiếu quỷ hung sát, về sau hắn làm như thế nào mà đột phá được tâm ma, trở thành bất bại ngoan đồng hiện tại. Khạc khạc chắc quản va quả nhiên thông minh, kế mà cũng biết tên kia cũng có lúc không ngoai vong như danh hào, quỷ hung sát nhảy nhót, cười to, chắc phàm nhếch miệng lên, cười nói, nếu như bị người cô lập thì lòng sinh người à, có dạng tâm trí này coi như thực lực có mạnh hơn, cũng tuyệt đối không được gọi là bất bại. Ha ha ha, không sai, lúc báo tiểu tử này từng một lần bị cung phụng bảy nhà bớt bến tuyệt lộ, chịu đói khổ lạnh lão, như muốn tự diệt, thế nhưng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, tiểu tử này triệt để biến mất, chỉ là ẩn nặc 3 tháng, đợi đến khi tất cả mọi người cho là hắn đã chịu không được loại áp bách này, tự diệt vong, đang ở bốn phía tìm kiếm thi thể của hắn, thì hắn bỗng dưng lại xuất hiện, mà lần này đã khác trước kia, nếu nói lúc trước hắn còn bảo Linh dáng vẻ hài đồng hồn nhiên ngây thơ, thì lần này đã diệt để hóa thân thành ma quỷ, làm ra sự tình đừng nói là khiến bảy nhà kinh hãi, mà ngay cả hoàng thất đều thiên vũ đều đứng ngồi không ghê, loại phong cách hành sự kia, thật sự là có phong vạm ma đạo như ta, khạc khạc khạc, hạ, hắn đã làm cái gì, ánh mắt phong khỏi sáng lên, chắc phàm trong lòng có phần có hứng thú, lệ kinh thiên cũng nhịn không được nhìn qua, lần nữa quầy lớn nhảy nhắc, quỷ hung sát tựa hồ đang vô cùng hương vần, nhất nghiệm lộ ra đường cong tàn nhẫn, lấy đạo của người, trả lại cho người, sau khi hắn lần nữa xuất hiện, niên tiên bố muốn hủy toàn bộ thiên vũ, người, con mẹ nó, không phải là phát động đồ ma lệnh sao, những nơi thành trì lão tử đi qua đều bị đồ diệt, dùng cái này cô lập lão tử sau, vậy thì tốt, lão tử không cần các ngươi đi đồ những thành trì kia, mỗi một thành trì lão tử đến, trước hết sẽ đem nó sàn thành bình địa, cho đến khi lão tử đi qua toàn bộ thiên vũ này, đế quốc đài coi như chấm hết, khạc 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 chắc quản gia, lệ lão đầu, các ngươi có thể suy nghĩ một chút quái lực của tiểu tử kia, cơ hồ một quyền một cước hiền có thể đem thành trì kia trong nháy mắt bị gian bằng, lần này không chỉ có bảy thế gia bị kinh ngạc đến ngây người, mà tất cả thế gia thiên vũ đều bị chấn động đến kinh hoàng không hiểu, sợ đến vỡ mặt, bán chừng bọn hắn đang âm thầm muốn khóc, thầm nói chuyện này mắc bới vì đến chúng ta à? chúng ta thế nhưng là vô tội a à? ha 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 một đám đần độn, nháp đến việc này, ba quỷ còn lại dường như cũng vô cùng hưng phấn hận không thể cùng đi thao giúp đỡ gây sự. Quỷ lanh lợi thậm chí còn nhảy ra đánh gãy lời của quỷ hung sát, quỷ hung sát hung ác huyết hắn một cái, liền dùng một chân đem hắn đá lăn, nổi giận mắng, quỷ lanh lợi đáng chết, bạn này đặc sắc nhất phải để lão tử nói chứ, quỷ lanh lợi quyệt miệng, trong lòng thầm hừ, nhưng cũng không dám lên tiếng, hai người giác phàm cùng lệ kinh thiên cũng đã hoàn toàn kinh ngập đến ngây ngừa, lệ kinh thiên càng là bất khả tư nghĩ nói, tuy lão phu từng nghe qua nghi danh của tiểu tử này, nhưng không nghĩ tới gậy mà ngoan độc đến thế, muốn tiêu diệt toàn bộ người của một nước, thế nhưng chắc phàm lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ba 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 vỗ tay, tán thán nói, kẻ này thật sự là hào phách lực, sự kiện này nếu là ta, lão tử cũng sẽ như vậy làm, gừ, đến mức những kẻ tự nhận là người vô tội, trong lúc hắn tao ngộ đầu ma lệ, không đi đối kháng dẫn đồ sát vô lý của bảy thế gia, ngược lại trong lúc sợ hãi còn trở tình đầu ngõ của bọn hắn, cho nên rốt cuộc cũng không phải là kẻ vô tội, mà nếu đã trở thành địch nhân, coi như bị đối thủ giết chết, cũng đừng oán đừng hối, chắc phàm khinh thường cười lạnh, trong mắt ngáy lên một đạo tinh quang, gật đầu nói, ta hiện tại, ngược lại là càng ngày càng ưa thích tiểu quỷ này, Lệ Kinh Thiên Tật Sâu liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút cảm thấy đúng là như thế, liền hơi hơi gật gật đầu, ở thế giới tàn khốc này, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, liền xem như kẻ vô tội bị giết ở chỗ nào cũng có, đã trở thành địch nhân như vậy, thì càng không có quyền oán nhiệm. nhất tướng công thành vạn cốt khô, chắc quản gia quả nhiên là người làm đại sự, Lệ Kinh Thiên trong lòng âm thầm tán thưởng, sau đó thì giao. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Tiên cùng nhau ọn, Hôn hăng chừng ba huynh đệ kia một chút, phòng ngừa bọn hắn lại một lần nữa trên miệng, quỷ hung sát mới dương dương cổ, tiếp tục máy, hắc hắc hắc, chương 426, Cổ Long thành vệ thứ ba hay, về sau đó mới gọi cái đập xác tuyệt ngân, thật là tu giả ba đạo điển hình như ta, trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, tiểu tử này quả thật thực hiện lời hứa của hắn, đạp nát một nửa đất đai tiên vũ, những nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ, khi đó, phàm là nghe đến tinh hắn, biết hắn muốn tới, trong nháy mắt người trong thành tất cả đều dạy hết công phụng bảy nhà muốn liên hợp vây quát hắn nhưng không biết sao thực lực lại không đủ tới bao nhiêu chít bấy nhiêu tiểu tử kia triệt để đại khai sát giới cho nên mọi người cũng tặng hắn một cái biệt hiệu gọi bất bại hoàn đồng ý chỉ chỗ hắn đến thì tất cả chấm hết lúc này hoàng thất cũng vốt cục cũng không nhấn lại được nữa thấy cục diện bảy nhà càng lúc càng vối rắm nếu vẫn không ra tay thì toàn bộ đế quốc thật sự sẽ kết thúc sau đó vội vàng xuất động năm người tên hộ long thần vệ của toàn bộ đế quốc quỷ hung sát nước bọt bay tung tóe càng nói càng hưng vấn dường như cao thủ đang trắng trận đồ sát thiên vũ lúc báo là hắn vậy Trác phàm vội đằng khoát khoát tay la lên chờ một chút ngươi nói hộ long thần vệ có bao nhiêu quỷ hung sát chớp chớp đôi mắt đang mê mang mở to dưới ra năm ngón tay lẩm bẩm nói năm mươi tên làm sao tịch, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh Trác phàm kinh dị nói lúc báo lại có 50 tên hộ long cần vệ như vậy nói cách khác có 50 cao thủ thần chiếu tuyệt bình giống như ngọc tiêu kiếm thần phương thu bạch hắc 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 chắc quản gia, người có chỗ không biết, lúc đó tư cách vào đội hộ long thần về trong hoàn thất phong có nghiêm ngặt như hiện tại như thế, làm sao có thể có 50 cái ra hỏa giống như ngọc tiêu kiếm thần, nghe lời này, chắc phàm gật vật đầu bảo ý không ra, thở dài ra một hơi, nếu quả thật có 50 cái ngọc tiêu kiếm thần, vậy thì quá kinh khủng, mấu chốt là đội hình khủng bố như thế, tiểu tử kia còn có thể áng hượng vượt qua, thì càng con mẹ nó khủng bố, thế nhưng không đợi trong lòng hắn bình tĩnh lại, quỷ hung sát liền thản nhiên nói, khi đó chiến lực hoàng thất còn tương đối mạnh mẽ, có chừng 20 cao thủ tương đương ngọc tiêu kiếm thần ni, mà lại 30 người còn lại, cũng tất cả đều là cao thủ trinh thần chiếu hữu giọng ảnh, riêng bên trong có ba vị danh xưng là thiên địa nhân hỗn nguyên tam ánh, so với ngọc tiêu kiếm thần kia còn còn mạnh hơn nhiều, cho dù là bất bại ngoan đồng kia, cũng cùng ba người này tiêu hao thật lâu, mới khó khăn thủ thắng, chắc phàm không khỏi giật bình, cùng lệ kinh thiên liếc nhìn nhau, quả thực không dám tưởng tượng, nguyên lai chiến lực trước kia của hoàng thất lại mạnh như vậy tự hồ nhìn ra tâm tư bọn hắn, ma sách tứ quỷ không khỏi tất cả đều rùi cười rộ lên, quỷ hung sát càng là khinh thường nói, khặc 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 lại không có kiến thức a, à, người cho rằng thiên vũ hoàng thất cùng ngựa hạ thất xa tích lũy ngàn năm, cũng chỉ có chút chiến lược như hiện tại, tưởng tượng 300 năm trước, hoàng thất có 50 tên hộ ông thần vệ thiên hạ vô địch, đế vương mông cũng có dăm tinh cao thủ thần chiếu, mà sáu nhà còn lại, cũng có vài chục tên cao thủ thần chiếu, cho nên bảy nhà mới có thể nằm ở thế thăng bằng, thế nhưng từ sau dạy truyền cùng cổ tam thông này, bảy nhà hợp vại mấy trăm đinh cao thủ thần chiếu gần như tòa diệt, cho dù là 50 tên hộ long thần vệ của hoàng thất, cũng bị diệt chỉ còn lại hỗn nguyên tam thánh một mực bang cùng hắn giao chiến, bất phân cao thấp, một trận chiến này đánh một lần hết một năm nửa năm, có thể nói kinh thiên động địa, sau đến thiên địa nhị thánh đều là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà vẫn lạc, chỉ còn lại nhân thánh mạnh nhất tam thánh, cùng tiểu quái vật kia chiến đấu, bất quá lúc này, hai người cũng đã đạt đến gần như cực hạn, nếu cứ như thế tiếp tục nữa, có lẽ kết quả cũng là cả hai đều bại vong, hai người giác phàm cùng nghệ kinh thiên nghe vậy đều trợn mắt khá mồm, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà 300 năm trước bất bại ngoan đồng cùng toàn bộ thiên vũ đánh nhau một chạy, nếu không phải vậy mà nói, hắn làm sao có thể khiến lạc ra trong vòng 10 năm vượt qua 7 thế gia, đừng nói là 10 năm, coi như trăm năm cũng không có khả năng à. Chắc phàm giờ giờ mồ hôi lạnh trên chắn, trong lòng một trận gieo hò, đố, sao cùng kết quả giao chiến của bọn hắn thế nào, hiện tại tiểu tử này còn giống, như vậy nhân thánh kia đã chết, nhưng nếu đã như vậy mà nói, vì sao tiểu tử này tự hồ suốt 300 năm không hị thân nữa, gật gật đầu, quỷ hung sát nhìn về phía Trác phàm quỳ nói, đây chính là nhờ vị nhân thánh kia sau cùng có chút thông minh, hắn biết một khi hai người bọn hắn đều bại vong, như vậy hoàng thất sẽ bị cô lập khó tiếp tục trèo trống, bảy nhà sẽ lập tức đem thiên vũ chưa cắt, cho nên trong thời khắc sống còn, hắn thấy tâm tính tiểu tử này còn trẻ con, không thông thế sự liền vô dị lừa hắn, cùng hắn đánh cược một trận ước binh ngàn năm, hắn xe đứng vững bất động, đón đỡ tiểu tử kia mười quyền, nếu sau mười quyền này hắn không chết, tiểu tử kia phải thay thế hắn, trở thành hộ long thần vệ cho hoàng thất, bảo vệ ngàn năm cơ nghiệp của hoàng thất, nếu không, hắn coi như bỏ bình, cổ tam thông yên có thể đập bằng thiên vũ, không có người nào có thể đến ngăn cản hắn, khắc 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 chắc quản va, ngươi nói đây có phải là chuyện cười lớn nhất thiên hạ hay không, nhân đánh kia một khi bỏ bình, hộ long thần vệ hoàng thất toàn diệt, còn có ai có thể ngăn cản tiểu quái vật kia, cái này căn bản là một cái bẫy dập, nhưng tiểu tử kia lúc báo lại dễ dàng đồng ý có lẽ là quá tự tin đối với thực lực của mình, thế nhưng giao mười quyền, nhân thánh kia lại im đẹp đứng đấy, bởi vậy bất bại ngoan đồng kia không thì không không may mà bị hoàng thất sai xử đến bây giờ, hắc 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 thật sự là mù mốc a à. nếu cho ta, sau khi đánh hắn mười quyền ta sẽ không nhận nở, ha ha ha, lão đại thực là anh Minh, so với tiểu tử kia thì cao minh nhiều, quỷ hung sát vừa rứt lại, ba quỷ còn lại liền quái khí kêu lên, lại gần dơ ngón tay cái lên tán thượng, quỷ hung sát thì dương dương đắc ý ngẩm đầu cười to, thế nhưng là chắc phàm cùng lệ kinh thiên, lại càng cả kinh không nói ra lời. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, bất bại ngoan đồng cổ tam thông này lại chính là hộ long thần vệ thứ ba của hoàng thất. chương 427, mãnh liệt muốn thu phục một, ngũ bại hộ long thần vệ của hoàng thất mạnh nhất thiên vũ. Thế nhưng cho dù là cao tầng của bảy nhà, cũng chỉ biết hai người ngọc tiêu kiếm tần phương thu bạch cùng hắc bạch kỳ tánh tư mã huy. Về người thứ ba kia thì rất ít người biết, cũng chỉ có gia chủ bảy nhà, mới biết tiểu ba đầu ba giam năm trước muốn hủy toàn bộ kiên vũ. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông cũng là một trong ba người, nhưng là cứ như vậy, vấn đề liền đến, chắc phàm khẽ hiếp mắt, nhìn về phía tứ quỷ, khó hiểu nói, khoảng thất đã nuôi một nhân vật nghiêu bức như thế, còn cần kiêng kỵ bảy nhà kia sao, hắc 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 chắc quản gia, người cái này có chỗ không biết, nhân tánh trong hỗn nguyên tam thánh, danh xưng đệ nhất nhân thiên vũ năm đó, lập tức liền muốn đột phá ràng bột tần chiếu cặn, tu được hóa hư thần thức, bất tử bất diệt, chỉ tiếp là gặp phải tiểu quái vật cổ tam thông này, coi như hắn mạnh hơn cũng tiếp không nổi bời quyền của tiểu quái vứt cả, bất quá, lấy thần thức hóa hư của bản thân, quả thực là để cho mình trụ lại đửa canh giờ, về sau liền triệt để thần hồn câu diệt, cổ tam thông kính để làm trung thành của hắn, tình nguyện liều đến linh hồn tiêu tán, cũng muốn thắng cược, bảo vệ một mạch hoàng thất thiên vũ, liền đáp ứng tân thủ hứa hẹn, bất quá, cổ tam thông cũng không phải người ngu, sau đó liền trở lại thói cũ, cho nên tuy hắn nguyện ý bảo vệ an nguy cho hoàng thất, nhưng lại chỉ bảo vệ chứ không phục, nói cách khác, hắn chỉ là một tấm vẫn bảo vệ cứng rắn, chứ không làm mâu, không nghe theo điều khiển của hoàng thất, công phạt bốn phía, bất quá như vậy cũng là hoàn tất kiếm được hời, có hắn lửa đây, tiên vũ ai còn dám không phục, thế nhưng hắn còn tồn tại, bảy nhà tự nhiên không vui, nếu hắn lại phát lên điên, bảy nhà ai có thể địch, sau đó ảo ảo thượng tấu, yêu cầu ly khai, không còn cách nào, hoàng thất đành phải yêu cầu tiểu tử này lấy thân vận hộ long tần vệ phát thệ, bảy nhà nếu không thương tổn hắn trước, hắn không được giết bất kỳ người nào trong bảy nhà, hơn nữa, hoàng thất sẽ tiến hành giám thị đối với hắn, không có hoàng đế tự bình cho phép, nhất định phải lưu lại trong hoàng thành, không được bước ra một bước, dù sao, lúc báo thiên vũ trải qua một trận đại chiến, chiến lược bại tổ, nếu là bảy nhà lại ly khai, nhất định sẽ bị nước láng giềng dâm lấn, cho nên không còn cách nào khác, tiểu tử này vì thực hiện hứa hạnh, bảo vệ hoàng tất thiên vũ, bành vải chỉ thiên thề, bảy nhà thấy vậy, mới miễn cưỡng ngỏ hiệp, hoàng thất lại đem giữ hoàn binh trong bất bại hoàn đồng, bởi thành chữ ngoan, ý chí lúc trước chỉ à hài đồng rơi đùa, để xóa bỏ phần ân oán này, từ đó, bất bại ngoan đồng cổ tam thông bị nhốt trong hoàng thất 300 năm không hề lộ diện nhưng không biết tại sao bây giờ hoàng đế lại thả hắn ra quỷ hung sát cùng ba quỷ còn lại nhìn nào cao mày làm sao cũng nghĩ không thông trác phàm cùng nghệ kinh thiên thì vật đầu cảm cán một trận bất bại ngoan đồng cổ tam thông ti hung mãnh nhưng quả thực gà nam nhân giảng tín nghĩa chỉ ít còn tốt hơn bốn tên này trác phàm níp mắt nhìn bốn người một chút Qué miệng lộ ra một cái nụ cười tà dị lẩm bẩm nói chuyện của bất bại ngoan đồng vậy là hết rồi sao ừ không sai biệt lắm đã nói hết bất quá chắc quản gia các ngươi cũng có tai phúc ta sẽ giảm quật cho các ngươi diền tiết về bốn vị ma đạo kiêu hùng tuyệt thế so với bất bại ngoan đồng cổ tam thông kia càng thiên trùng điệp anh hùng khí khái không sai bốn vị kiêu hùng kia cũng là danh dường của ma đạo anh kiệt bốn người vúng ta ma sách tướng không hứng cũ, thế nhưng quỷ hung sát còn chưa nói xong chắc phàm đã là cười lạnh một tiếng móng tay gãy động trong nháy mắt kết ấn sau một khắc huyết ấn trên đầu bốn người hết thời lé lên một lần nữa quay cùng trong bao đớn khó nhịn, bốn người kêu gào không ngừng, trong lòng đều là không hiểu, chắc quản gia, chúng ta lại làm ý sai mà ngươi đối xử với chúng ta như vậy, không có, các ngươi làm rất khá, chỉ là tiếp tục chuyện trừng vặt khi trước, tiếp tục mà thôi giác phàm lộ ra một nụ cười tà ác, cười to, khóe miệng bốn người rẽ xuống, trong lòng cảm giác ai oán, hát lớn, chắc quản gia, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi nói chúng ta kể chuyện về cổ tam thông cho ngươi, thì sẽ bỏ qua chuyện cũ, giật trực trực khẽ than lắc đầu, Trác Phạm không khỏi sùi cười một tiếng, chúng ta là người trong ma đảo, từ lúc nào lời nói có thể tin tưởng, các ngươi vậy mà cũng tin a à. bốn tên nhóc con ngu mốc, phốc, lệ kinh thiên che miệng, kém chút cười ra tiếng, lúc trước bốn tên quỷ luôn trêu đùa Trác Phạm hiện tại Trác Phạm lại phản đòn, quản nhiên, chắc quản gia sẽ không dễ dàng ăn thiệt thỏi a, à. mà ma rách tứ quỷ kia, càng là sắp khóc bến nơi, lời Trác Phạm vừa nói, chính là ngữ điệu lúc trước bọn hắn chế nhạo Trác Phạm không nghĩ tới lần này Trác Phàm lại đưa ngược lại cho bọn hắn bọn hắn cũng không phản bác được, cảm giác bị trêu đùa như thế, khiến bọn hắn vừa tức vừa khuất còn vừa đau, bao đầu, đau mặt, thân thể đau hơn, không còn cách nào, bọn hắn đành phải liên tục cầu khẩn, thế nhưng chắc phàm lại cũng không để ý tới, mặt cho tiếng kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ bên tay, vẫn như cú một mảnh lạnh nhạt nhìn về phía lệ kinh thiên cười nói, lệ lão, người biết ta đang suy nghĩ vì không, hắc 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 chắc quản gia là muốn đu vị cổ tam thông kia, lệ kinh thiên ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra tâm ý của giác phàm, hơi hơi gật đầu, tinh quang trong mắt chắc phàm lớp vẽ, trên mặt càng là một ngoại ý vị muốn chiếm làm của riêng, không sai, ta còn chưa từng có ý muốn đem một người thu nhập dưới trướng vội vàng như kế, có điều, đào góc tường hoàn thất, nếu như bị bọn hắn phát hiện mà nói nhíu mày, lệ kinh thiên ó chút lo lắng nói, nhét miệng lên, chắc phàm khinh thường biểu môi, đến lúc báo, ta có cổ tâm thung tại trần, hắn coi như biết kỳ lại như kế nào, chẳng lẽ 300 năm trước vùng tần quốc chi lực đều không đối phó được tiểu quái vật kia, hiện tại thì hắn có thể đối phó sao? Trong mắt không khỏi dám lên, lệ kinh Thiên cũng cười lớn vật vật đầu sau đó giác phàm nhiệt đạp chân xuống đất hướng về đỉnh núi chỗ cổ tam thông bay đi lệ lão người trước có chỗ này trông chừng bọn hắn ta đến cho tiểu quỷ kia dò sách thăm dò hư thực lúc trước ta tựa nhiên nhìn ra chút gì đó hiện tại đi xác minh một chút dương 428, trăm hai nhiệt muốn thu phục hay chắc quản gia sinh cứ tự nhiên chỗ này đã có lão vu ha 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 sa sa ôm một cái quyền cười lớn một tiếng lệ kinh thiên quay lại nhìn một dáng bốn tên quỷ lùn đang kêu gào liên tục trong lòng một trận vải mái view, tím xe gió vang lê, Trác Phàm đi đến đỉnh núi bên cạnh, chỉ thấy cổ Tam Thông tựa như hai đồng, ngồi giữa vách núi vung vẩy hai bàn chân nhỏ trắng nõn bóng loáng, lúc lắc cái đầu thưởng thức nhìn mặt trời lặn xuống đằng tây, sau khi nhìn thấy hắn đến, ánh mắt không khỏi sáng ngây, cười ra tiếng, "Ai, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến, chẳng lẽ ngươi đã tìm được dược tài?" Ha 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 đúng a, à. không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm hơi hơi gật vật đầu, lông mày không khỏi nhếch lên, cổ Tam Thông tựa hồ hoàn toàn không ngờ được, kinh hô một tiếng đi đến trước mặt Trác Phạm vui vẻ nói, ngươi làm sao tìm được nhanh như vậy, tranh thủ thời gian nấy ra vào ta xem một chút, khẽ vật đầu, ánh sáng trong tay chắc phàm lấy lê, liền xuất hiện một phín lá toàn thân màu tím, lại là ngũ vòng dược tài, cổ tam thông vui vẻ, liền không kịp chờ đợi đón lấy, để dưới mũi người một hơi, một bộ dáng vẻ hưởng thụ, sau đó liền không nói hai lời, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, một bên ăn còn một bên tán dương chắc phàm nói, ngươi rất phong tệ, mạnh hơn bọn hắn nhiều, bốn tên kia ba này tìm không được một kiện, ngươi thế mà chỉ bắt một chút hiền tìm đến, ha 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 làm tốt, ta sẽ không bạc bãi ngươi, hạng, ngươi khanh thưởng ta như thế nào, chắc phàm không ngấy vì để ý, cười nhạt lên tiếng, cổ tam thông chân chờ một chút, con ngươi trái chuyển phải chuyển qua lại, dối ra hai ngón tay, làm như có thật nái, ta cho các ngươi thêm hai lần cơ hội khiêu chiến, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta một lần, ta sẽ thả các ngươi, lúc trước lão đầu kia đã dùng qua một lần, hiện tại các ngươi còn một cơ hội, ha 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 nguyên lai like đây chính là khanh tưởng a à? Chắc phàm lắc đầu cười cười, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng lại thầm mắng một trận, tiểu tử này khẳng định học cái dấu từ hỗn nguyên tam thánh nhân thánh, khắp nơi mở ngân phiếu khống, con mẹ nó, lão tử nếu có thể đánh được ngươi, còn cần ngươi buông tha, chúng ta đã trực tiếp rời đi, thế nhưng đã đánh không lại, lại đánh nhiều thêm mấy lần, cũng chẳng qua là bị đánh mà thôi, thật coi chúng ta là kẻ đần nộn sao, bất quá ngươi chờ đó cho ta, chờ một đát giáo tử liền hào hào điều giáo tiểu quỷ nguy, để ngươi biết cái gì gọi là dùng trí để thắng. Trác Phàm lộ ra một đủ cười quỷ dị, khẽ vật đầu, vậy ta lại đi tìm cho ngươi, thu hoạch được nhiều càng có thêm nhiều cơ hội, mau đi đi, mau đi đi, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, cổ tam thông vất vất tay, vội vàng nói, tựa như Trác Phàm là một cái dược tài tụ bảo bù, có thể nhanh chóng mang đến thượng vẩm cho hắn, khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lần nữa vi lên, một phút sau, lại trở lại chỗ lệ kinh thia, mà sách tứ quỷ thấy hắn, vội chạy tới sinh tha, nhưng là Trác Phàm căn bản không buồn liếc nhìn bọn hắn một chút, chỉ là tà thứ nhìn về phía lệ kinh thiên nói, lệ lão, tiểu tử này chỉ có cậy mạnh, quá mức dễ đối phó, hạc, xin nói rõ, ánh mắt trẻ kinh thiên sáng lên, chặn lại nói, ánh sáng lóe lên, trong tay chắc phàm xuất hiện hai loại đồ vật, một cái là hồ lô chiếu huyết tầm, một cái là vừa tài quần thân huỳnh quang sen ra cũng là chi ngũ phẩm, đem hồ lô kia mở ra, chắc phàm lấy ra một cái huyết tầm, đặt ở trên dược tài kia, huyết tầm liền tự đậu chui vào trong dược tài kia, một hồi liền không cấy tăm hơi, lệ kinh thiên nhìn vậy thì không hiểu, Chắc phàm lại quê nói, lúc trước ta nhìn ngươi cùng tiểu tử kia giao thủ, hắn mặc dù là cái cao thủ cần chiếu, nhưng lại cũng không biết dùng thần thức biểu ra, cho nên vừa rồi ta dùng một cái ngũ phẩm dược tài đi dò xét, quả nhiên, hắn đối với dược tài của ta tuyệt không hoài nghi, trực tiếp đem ăn, cho nên, chúng ta đem huyết tàm đặt ở bên trong dược liệu này, nhất định có thể khiến hắn nuốt vào, đến thời điểm đó, đói đến đây, hai người liếc nhìn nhau, đều là phát ra trận trận thanh âm cười ông hỉa, tứ quỷ đang kêu gào nhìn thấy thế, con người trái chuyển vài chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, quỷ nhát gan muốn lên tiếng, lại bị quỷ hung sát trừng mắt, liền lại sợ hãi thu về, hai quỷ khác cùng quỷ hung sát nhìn nhau, sau đó tất cả cùng nhau cười gian, chỉ là tiếng cười bọn hắn đặc biệt quái dị, bên trong kêu gào mang theo tiếng cười trên nỗi đau của người khác, cho nên hai người chắc phàm cùng lệ kinh thiên hoàn toàn không có phát hiện sự dị thường của bọn hắn, gư, lại là một tiếng tiếng xé vó vang lên, chắc phàm lại lần nữa đi đến bên người cổ tam thông, cổ tam thông bất giác sướng rằng, nghi ngờ nói, làm sao nhanh như vậy chẳng lẽ ngươi lại tìm được đúng vậy a à? chắc phàm gật đầu cười khẽ cổ tam thông nghe thế không khỏi vui mừng không thôi lập tức đưa tay nói người hiệu suất thực sự quá cao không giống bốn tinh kia chậm như vậy mau đem dược tài cho ta ta lại khen thưởng ngươi mười cơ hội phiêu chín ha 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 cái kia liền đa tạ khinh thường khái quẩy một tiếng chắc phàm đem dược tài được tiêm nguyên liệu kia xuất ra, cổ tam thông thấy vậy trong mắt không khỏi gợn sóng dị sắc cả kinh nói lại là lục phẩm dược tài ngươi cũng quá lợi hại đi cười nhẹ lắc bầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhưng là trong lòng lại là âm thầm oán thầm, cười lạnh liên tục, vì để nhóc con nhà ngươi mắc câu, bỏ đi tính cảnh giác của ngươi, để phòng ngừa vạn nhất, lão tử ngay cả lục phẩm dược tài đều lấy ra, con bà nó, loại dược tài phẩm giai này, lão tử năm đó ở Hoa Vũ lâu cũng không có ăn cướp được bao nhiêu à, bất quá không quan hệ, có thể sử dụng cái lục phẩm dược tài này câu được bột cao cục sức mạnh như thế, thật sự quá con mẹ nó giá trị, trong mắt giói hào quan vị dạng. Chắc phàm liếm liếm bờ môi có vẻ khô khốc, chăm chú nhìn động tác của cổ tam thông, chỉ cần điều từ này đem cái dược tài này ăn hết, vì cao thủ mạnh nhất thiên vũ này sẽ nằm trong khống chế của hắn, thời khắc kích động nhân tâm như thế, cho dù là chắc phàm trái tim cũng phanh phanh trực nghẻ. thế nhưng cổ tam thông còn chưa chịu ngọ ăn mà lại ngướng mày, thì thào lên tiếng, ai dược liệu này có vấn đề, Ưng ừ ngực, chắc phàm trái tim trì dệ, khẩn trương nói không ra lời, chẳng lẽ bị cái tiểu quái vật này nhìn ra, chương 429, bồi thường thêm một, ái, đây chính là lục phẩm vừa tài hàng thật giá thật, nơi nào có vấn đề à, giác phàm không khỏi sờ mũi một cái, cố tự chấn định lo sợ trong lòng, cái mũi hơi hơi động động, cổ tam thông khẽ co mày, hai ngón tay cầm lấy dược tài kia, ở phía trên vạch một cái, dược tài kia lên nhất thời đứt thành hai đoạn, bên trong có một quan huyết tăm đỏ dược, đang uốn léo thân thể, còn muốn chui vào bên trong, nhưng vẫn bị cổ tam thông đưa tay bắt được, đây là cái gì, cổ tam thông nghi ngờ nhìn về phía giác phàm, tinh quang trong mắt phun trào, chắc phàm trong lòng hoàng hốt, nhưng mặt ngoài lại giả vờ cực kỳ chấn tĩnh, nếu để cho tiểu tử này phát hiện là hắn đang làm trò quỷ mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng khỏe tay, không phải sẽ đem hắn thịt nát xương tan, nghĩ tới đây, chắc phàm thầm nủ đánh giết cũng không thể tự nhận, nhất định phải vùi giặt quan hệ, sau đó cũng một mặt kinh dị nói, ai hưng, này cũng quái lạ đi, bên trong dược liệu này tại sao có thể có côn trùng, đúng vậy à, dược tài chính là thiên địa linh bảo, cuốn chỉ đây là lục phẩm dược tài, làm sao lại có côn trùng, cổ tam thông cũng là một mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm chắc phàm, nhưng là thấy hắn cũng ngạc nhiên như mình, nhìn không va đái gì quái gì liền bất đắc vĩ lắp đầu đem con côn trùng trong tay bóc chết rồi cắn dừa tài một cái nói tính toán thiên hạ này dạng quái sự gì chưa từng xảy ra bên trong linh dừa có côn trùng cũng không có gì chỉ là lần sau khi đi tìm ngươi phải cẩn thận hơn một chút đấy chắc phàm liền vội vàng gật đầu tranh thủ thời gian lui về phía sau sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh hắn làm sao cũng không nghĩ tới cổ tam tông này không dùng thần tức lại chỉ thoáng cái liền phát hiện bên trong có huyết tầm, chuyện này là như thế nào may mắn tiểu tử này tâm trí hài đồng, không nghi ngờ hắn, không phải vậy mà nói, giờ này hắn đã bị đánh ngổ thành mấy phần, nhớ bộ dáng lệ kinh thiên lúc báo bị người ta nhẹ nhàng hất lên đã toàn thân trọng thương, chắc phàm nhị không được bút ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian dương cánh quát khỏi vỗ thị phi này, chỉ có cổ tâm thông một người, vẫn như cũng ngồi trên đỉnh núi, một bên nhai dược tài, một bên nhíu mày suy nghĩ, dường như còn đang suy nghĩ xem tại sao bên trong linh dược này lại có côn trùng, hưu, nương theo một tiếng giấm văng, một đạo lưu quang xẹt qua, chắc phàm lần nữa trở lại chỗ lệ kinh thiêm lệ kinh điên thấy thế không khỏi đuổi vội vàng kêu lên chắc quản ra sự tình thuận lợi chứ người nhìn gương mặt ta bây giờ giống như thuận lợi lắm sao chắc phàm âm trầm sắc mặt lạnh lùng nói lệ kinh thiên trì trệ biết chắc phàm gấp phải chắc chả không dám nhiều lời chỉ là nghi ngờ nói chẳng lẽ tiểu tử kia lần này lại lần đầu tiên dùng thần thức không có lắc đầu chắc phàm bất đắc dĩ thở dài lông mày nhân thành một đoàn thế nhưng là chính là bởi vì như vậy ta mới càng thiên dầu lo tiểu tử này không hề dùng thần thức để dò sát, vậy thì đến tột cùng là dùng phương pháp vì mà lại phát hiện binh trong dừa tài có dấu huyết tầm đâu, không làm rõ ràng được điểm này, lần tiếp theo cũng không có chút nào nắm chắc, lệ kinh thiên nghe vậy, cũng nghi ngờ nhíu mày tự hỏi, ngay cả tứ quỷ đang kêu gào, cũng đột nhiên dừng chu chéo, che miệng khẽ cười một tiếng, tiếp đó lại chịu không được bao đớn kịch liệt kia tiếp tục gào lên, bất quá vết thảy bọn trác phàm ngược lại cũng không để ý, chắc quản gia, không bằng chúng ta lại dùng chứng tầm thử một chút, suy nghĩ một ngát, Lệ Kinh Thiên lập tức đề nghị, quay như chúng ta không biết môn đạo của tiểu tử kia, nhưng chứng tầm là thứ ngay cả dùng thần thức cũng không thể phát hiện được. Lão Phu cũng không tin, hắn còn có của bạn nào khác có thể phát hiện ra được, con người chắc phàm đảo quanh, vỗ đùi, tốt, liền theo lời lệ lão mà làm, bất quá lần này, lão tử ức chừng phải rất huyết a, à. hung hăng khẽ cắn môi, chắc phàm tựa hồ như đang vô cùng đau lòng, trong tay gáy lên lưu quăng, xuất hiện một trùng rễ đỏ trắng đan sen dài tầm ba thước, thấy gật này, lệ kinh Thiên không khỏi kinh ngãi phát ra âm thanh, thất phẩm linh dược, on dương viêm nguyệt căn, không tệ, ngoại linh dược bên nóng trong lạnh, băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là loại dược tài luyện chế ơn dương nhiều hòa có một không hay, bởi vì quý hiếm nên giá trị thậm chí còn trên bát phòng linh dược, lúng túng chép chép miệng, chắc phẩm khẽ vuốt phe trùng ghế bên trong thì nóng bên ngoài thì lạnh kia mà đau lòng một trận, hai tay cũng bắt đầu run rẩy đây là ta lấy được từ hoa cũ lâu, không phải đến lúc cuối cùng, cũng không bành lòng đưa nó luyện thành đan dược, thế nhưng lần này muốn tìm một cái hàn chỉ để nguyết tầm đẻ tướng đã là không thể nào, chỉ có để nó tiến vào nơi âm hàn trong dược liệu này đẻ trứng. Hơn nữa, căn dược tài này là âm dương kim cổ, sau khi tiểu tử kia ăn vào sau cũng có thể mang đến hiệu quả như xuân dương nan, giúp trứng tầm nhanh chóng nở ra, nhìn mộ dáng vạn phần không muốn của Trác phạm lệ kinh thiên vỗ vỗ đầu vai hắn khuyên ngủ, chắc quản gia, người nghĩ thoáng rút, tục nữ nói, không hy sinh trẻ nó không bắt được sói, không nỡ lão bà bắt không được linh manh, người phải suy nghĩ một chút, dùng một kiện thất phẩm linh dược, đổi một cái bất bại ngoăn đồng ở bên người, đây là khoản buôn bán có lời cỡ nào a à? lấy sự khôn khéo của ngài không có khả năng không ra được a à? trong mắt bất giác ngưng tụ chắc phàm bình tĩnh gật đầu không sai cái này không chỉ là vụ mua bán có lời nhất mà còn là vụ mua bán chiếm thịnh nhi nhất vừa rứt lầy trác phàm liền xuất ra huyết tầm để nó chui vào dược tài bất quá giao một trận công phu lại để cho nó chui ra bỏ vào trong hồ lô lúc này cây dược tài đã là một cây linh dược phủ đầy trứng huyết tầm viết thật sâu hột thôi trác phàm một mặt hy vọng mà nhìn cây dược nhựa này khóe miệng kéo ra một đường cong kiên định, có thể cầm súng tiểu quỷ này hay không, phải nhìn vào ngươi rồi, chúc chắc quản gia kỳ khai đắc cắn, lệ kinh thiên liền ông quyền nói, chắc phàm gãy vật đầu, cầm lấy dược tài một lần nữa lăng không bay lên, hướng ngọn núi của cổ tam thông bay đi, chỉ chốc lát sau, liền tới đến trước mặt hắn, không khỏi giữ giả, cổ tam thông kỳ dị nhìn về phía chắc phàm, tốc độ tiền dược cài của ngươi thật nhanh á, bốn tên kia căn bản không bách nào so sánh được, ngươi lần này lại tìm được cái gì, nhanh cho ta xem chương 430, bồi thường thêm hai, mà hơi, còn không đợi hắn nói rong, hai con mắt của hắn đã dạng dỡ phát sáng, một cái mũi nhỏ bỗng nhìn rung động, hai mắt chăm chú nhìn đồ vật trong tay chắc phạc, kêu lên sợ hãi, thất phẩm dược tài, người thế mà nhanh như vậy tìm được thất phẩm dược tài, đúng vậy à, là vận khí tốt, chắc phàm gật đầu, cười cười đem dược tài kia đưa lên, cổ tam thông vội vàng tiếp nhận, nhìn lấy vật kia lên giày nước miếng, trong mắt chớp động nước mắt phi kích động, thất phẩm dược tài a à, suốt 300 năm nay, ta chưa được ăn qua. Những gia hỏa bạc áo vàng kia mỗi ngày chỉ cho ta cho ăn dược tài nhất nghỉ phẩm cạnh bạ, mới hại ta dinh dưỡng không đầy đủ, mất 300 năm cũng chỉ vừa đặt đến cần chiếu nhì trọng. Cổ Tam Thông một bên hủy khuất phóc góc kể lẻ, chắc phàm ở một bên lại là vừa nghe vừa âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại đã biết 6 người mặc áo vàng rong miệng tiểu tử này là người nào, chính là thị vệ trong hoàng thành. Hơn nữa, hắn còn nghe được một tin tình báo quan trọng, nguyên lai tiểu tử này nâng cao tu vi, cũng không phải là dựa vào tu luyện, hay là hiệu quả tu luyện quá ích mà chính là dùng việc ăn thiên nhiên linh dược để đề cạo, con bà nó, cứ như gãy mà nói, nếu đem hắn thu vào dưới trướng, vì nuôi hắn, phải hao phí bao nhiêu dược tài a? À? Thế nhưng nghĩ lại, lấy thực lực của hắn bây giờ đã là thiên hạ vô địch, coi như không cho hắn ăn dược tài phẩm cấp cao, cũng không thành vấn đề a. À? Đột nhiên, chắc phàm tựa hồ như ý thức được cái gì, nếu nói dược tài phẩm cấp cao, hoàng thất không có khả năng không có. Thế nhưng 300 năm nay một bực chỉ pha hắn ăn dược tài nhất nhị phẩm, đến tột cùng là do suy nghĩ giống như mình cho rằng không cần thiết, hay là cố ý làm như thế để áp chế tu vi tên tiểu quái vật này, dù sao, thực lực của hắn càng mạnh, hoàng thất trình càng không vẽ khống thế, ánh mắt khẽ híp lại một cái, chắc phàm ảnh ẩn cảm thấy, cổ tam thông này tựa hồ cũng không phải là đệ nhất thiên vũ như truyền ngôn, tối thiểu nhất, hoàng thất chắc chắn có biện pháp khu phục hắn, nếu không phải vậy mà nói, cũng không cần phải áp chế tu vi của hắn nhiều năm như vậy, nghĩ tới đây, chắc phàm nhịn không được hít sâu một hơi, hắn không biết suy đoán của hắn có đúng hay không, nhưng nếu xem nhẹ điểm này, ngày sau có thể sẽ thất bại trên tay hoàng thất, mặc dù bây giờ hoàng thất còn đang lợi dụng bọn hắn, bọn hắn cũng đang dựa vào hoàng thất, nhưng chuyện này sau, ai có thể đói dứt, tóm lại, thiên hạ không báo bằng hiếu vĩnh viễn, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành địch nhân, hai con người chắc phàm mưng tụ, bột đạo lãnh mang trong nháy mắt lé qua, anh, lúc này, cổ tam thông đột nhiên nhướng mày, lại phát ra một trận tiếng kêu bái dị, nhìn tất phẩm dược tài trong tay kia, lắc đầu liên tục, căn này dược tài cũng không đúng ha làm sao dược tài ngươi tìm trở về đều cổ quái như vậy a à? không khỏi hơi hồi hộp một chút trái tim chắc phàm rong nháy mắt nhấc bến cổ họng mặt lai tươi cười nói ha 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 lần này lại chỗ nào cổ quái rắc một tiếng cổ tam thông đem dược tài kia bẻ ấy đưa cho hắn nhìn này trông thấy đồ vật trong này không trong mắt bỗng nhiên co rụt lại chắc phàm kém chút thì cả kinh đem chọn trái tim phun ra ngoài bởi vì chỗ cổ tam thông bẻ ấy chính chỗ ấy tầm đẻ trứng mặt cắt ngang của tất phẩm dược tài kia trắng như tuyết như răng tản ra hàn khí nhưng bên ngoài chỗ xương tuyết kia, lại tô điểm lấy từng hạt từng hạt tròn tròn màu trắng, chính là trứng nguyết tằm người bình thường coi như nhìn kỹ, cũng không phân biệt ra được, cho dù cao thủ tân chiếu dùng nguyên thần dò xét, cũng dò xét không ra, lệ kinh thiên chính là một cái ví dụ điển hình, thế nhưng là thế nhưng là cái tiểu quái vật đai đến tuột cùng là thế nào làm được, chẳng những dò xét ra được, hơn nữa còn chuẩn xác tìm đúng vị trí, chỉ một điểm này, chắc phàm đầu không thể không cho án một chữ phục, nhưng bây giờ, lại không phải thời điểm nên phen nắn lau đi mồ hôi lạnh trên chắn, chắc phàm hít bắt, giả bộ như thấy không rõ nói, ây ngươi nói cái gì, ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy, cổ tam thông khẽ vươn tay, như một hài đồng hồn nhiên ngây thơ, chỉ cho hắn nhìn, ngươi nhìn những hạt đỏ này nè, đây căn bản không phải là đồ vật sinh ra trong linh dược, hơn nữa có phải giống côn trùng tìm thấy dòng lục phẩm dược tài lúc trước, hẳn là trứng trùng của những côn trùng kia, chắc phàm trong lòng trầm xuống, kém chút thì hai dân mềm nhũng, nãn nhào trên đất, tiểu tử này nhìn từ bề ngoài giống đứa bé tâm trí không thành thục, nhưng lại quan sát tỉ mỉ, thật là đáng sợ. Thế mà nhìn chứng trùng liền nhận ra là huyết tầm đẻ ra, chắc phàm đật sợ đằng sau một khắc, tiểu tử này liền trực tiếp chỉ bụi hắn cái mắng to, nói đám côn trùng cùng chứng trùng này cũng là chắc phàm cố ý bỏ vào đến hại hắn, đến lúc báo ra tay đánh nhau, hắn sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, bất quá, cảnh tượng bi thảm vào hắn tưởng tượng kia cũng không xuất hiện, cổ tam tông chỉ là vung tay lên, đem chứng trùng dính trên dược tài đánh bay, rồi từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, một bên ăn, còn một bên nhìn lấy giác phàm hiền lành cười, lần này ta không trách ngươi lại tìm về dược tài có côn trùng, ai bảo đây là thất phẩm dược tài cơ chứ, coi như có côn dùng bên trong, ta cũng không quan tâm, ha ha ha, cổ tam thông quỳ đến rất ngây thơ, rất rực rõ, chắc phàm nhìn đến lại là lòng chảy máu, sắp khóc bến nơi, con mẹ nó, mất một cái thất phẩm dược tài không nói, còn không thể đem tiểu tử này cầm xuống, thật là tiền mất tật măng a à. thế nhưng chính lúc hắn đang đau lòng muốn rời đi, cổ tam thông lại nói một câu, kém chút nữa làm hắn ngã nhào trên đất đấm ngực dậm chân Ui. ta thấy người tìm dược tài rất nhanh hay là rút ngắn thời gian lại một chút một canh giờ hồi báo một lần cấp bậc thì giống như bây giờ thất phẩm lảo đảo một cái chắc phàm kém chút nữa phun ra một miệng lão huyết lần này thật sự là hắn đem đá đệm chân mình mà nguyên bản hắn nhiều lần đem dược tài đến cho tiểu tử này là muốn mau sớm thu phục hắn kết quả còn chưa đem tiểu quái vật này thu phục tiểu tử này còn làm trầm giọng thêm muốn hắn một canh giờ xuất ra một kiện thất phòng dược tài đây không phải là đòi mạng hắn à, nhìn xem như là án, chứa hàng trong tay cũng không có nhiều à, chừng 431, cái mũi nghịch tiên một, trong một vùng phế tích, Trác phàm cùng lệ kinh thiên đang ngồi trên một tảng đá lớn, khuôn mặt ảm đạm phía sau bọn hắn, là bốn tên người lún đang lăn lộn kêu thảm, khuôn mặt vốn là đã xấu xí không dịu nổng, dưới cơn đau nước dày vào mà vặn vẹo lại nhìn càng thêm xấu xí, ngửa đầu nhìn sắc chảy, chắc phàm thở dài, đứng dậy, ai, cũng nên đi đưa thuốc cho tiểu quỷ kia, cứ tiếp tục như thế, lão tử thật sự là lỗ nặng a à, chắc quản gia chẳng lẽ chúng ta không thể chạy đi sao làm gì cứ phải chịu tội dưới tay tiểu quỷ này lệ kinh thiên nhướng mày tạm mạc mà anh tiếng hít thật sâu một hơi chắc phàm chậm rãi lắc đầu đi lão tử không cam tâm đâu đã ném ra sáu bảy cây tất phẩm dược tài vẫn không phát hiện được sơ hở của tiểu quỷ kia nếu cứ như thế chạy đi tiền đốm lúc trước bỏ ra chẳng phải tất cả đều đổ xuống rông xuống biển gực vụ mua bắn thâm hụt tiền như thế lão tử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đâu Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, minh bạch tâm lý của Trác Phàm, lần này xem như đã gây thù cùng bất bại ngoan đồng cổ tam thông, nếu không có thể thành công đem án thu phục, còn góp đi vào một đống lớn dược tài phẩm cấp cao, Trác Phàm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, sau đó, Lệ Kinh Thiên cũng không khuyên giải nữa, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ ra cổ tam thông này đến tột cùng có chỗ nào kỳ dị, lại có thể làm đến giọt nước không lọt như thế, ngay cả Trác Phàm luôn âm hiểm xảo trả, đều không có thời quân để lợi dụng, thế mà, đúng lúc này, tân tiếng cười khẽ quỷ dị lại là truyền vào trong tay hai người. Chắc phàm đang chuẩn bị rời đi bất giác trì trệ, nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến, lúc này mới nhìn thấy tứ quỷ kia một mặt dây gì thống khổ, một mặt lại đang che miệng quỳ nhạo, tự nhiên, tím cười cùng tiếng dây gì lăn lộn hòa cùng một chỗ nghe vô cùng quái dị, cùng sắc mặt phạn vẹo của tứ quỷ cũng khiến cho người ta nhìn không ra là bọn hắn rốt cuộc đang cười hay là đang khóc, đi vào bên trong ánh mắt bọn hắn, chắc phàm bó thể rõ ràng nhìn ra, đó là trần trụi trào vúng, các ngươi cười cái gì, chắc phàm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, đạm mạc lên tiếng, chẳng lẽ nói, các ngươi biết được nguyên do rong đó, bỗng dưng, âm thanh quỷ dị kia bỗng nhiên dừng lại, bốn người cùng nhau quay lưng đi, cô nén đau đớn không phát một tiếng, chắc phàm trong mắt ngưng tụ, song quyền nhị không được mà nắm chặt, đây rõ ràng là im ắng kháng nghị, bà chắc phàm cũng rõ ràng, bọn hắn khẳng định biết chút vì đó, các ngươi mau nói ra, chỉ cần tình báo hữu dụng, sai lầm trước kia của các ngươi, lão tử sẽ bỏ qua, nếu không, ta cam đoan về sau thống khổ của các ngươi sẽ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần trong mắt chắc phàm hơi ít lại, lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói đã là hiện ra nồng đậm sát ý, thân thể quỷ nhát gan bất xác run lên một cái, trần giờ một chút, muốn xoay người lại, nhưng lại bị quỷ hung sát trừng mắt, quá to, lão tứ đần độn, ngươi quên rằng vừa mới rồi là hắn làm sao lửa gạt chúng ta hư, nếu ngươi dám cùng hắn nói một câu, lão thủy nhất định a à, thế mà, quỷ hung sát còn chưa kịp uy hiếp xong, chắc phàm đã thay đổi ấn quyết, đau đớn trong nháy mắt mãnh liệt hơn 10 lần, cho đến hiện tại hắn ngoại trừ ung đầu lan lộn kêu gào trên mặt đất thì không thể nói thêm được gì nữa. Ba quỷ còn lại thấy vậy, không khỏi lo sợ trong lòng, quỷ nhét văn tức kỳ bị dọa sợ mất mặt, chặn lại nói, chắc quản ra, cổ tam thông kia có cái mũi rất vinh, mặc kệ ngươi thêm thứ gì vào bên trong dừa cải, đều không gạt được hắn, cái mũi, trong mắt hơi co rụt lại, chắc phàm quay đầu cùng nghệ kinh thiên liếc nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, tiếp lấy vội vàng biến đổi thủ quyết, bao đớn trên thân quỷ nhét văn liền trong nháy mắt không thấy tăm hơi quỷ nhát gan nhảy người lên, hoạt động thân thể một chút, vui mừng không thôi, Trác phàm nhìn về phía hắn, vội vàng nói, quỷ nhát gan, người đem chuyện này một năm một người nói rõ ràng cho ta, trầm ngâm một chút, quỷ nhát gan hơi có chút sợ hãi liếc nhìn Trác phàm một chút, khẽ gật đầu, thực ra cổ tâm thông này chẳng những có quái lực kinh người, mà cái mũi của hắn cũng rất nghi kiên. Trước đó hắn bắt chúng ta tìm dược tài, chúng ta cũng từng nghĩ tới độc chết hắn, kết quả bị đoán được, trực tiếp đem chúng ta đánh một trận, sau đó chúng ta muốn chạy, thế nhưng cái mũi của hắn ở bài ngàn giọng cũng có thể nghe thấy được khí tức của chúng ta, rất nhanh liền đuổi theo, lại đem chúng ta đánh một trận, lại sau đó liền không có sao đó, chúng ta cũng đàng hoàng, biết chúng không thoát được ba trưởng của hắn, chỉ có thể chuyên tâm thay hắn tìm dược tài, mí mắt nhị không được nhảy nhắc, chắc phàm cùng lệ kinh thiên nhìn nhau, hai người đều không thể tin, nếu hắn có cái mũi có thể gửi thấy được bên trong dược tài có tên độc dược, cái kia còn tính là nhẹ bén, thế nhưng mà ở ngoài nàn giọng có thể tìm theo khí tức để bắt người, cái kia cũng quá nghịch thiên à, liền xem như thần thức của cao thủ thần chiếu, cũng vạn lần không so sánh được, hiện tại bọn hắn đã biết, vì sao cổ tam thông lại yên tâm để bọn hắn ra ngoài tìm dược tài như thế, cũng không sợ bọn hắn dạy chúng, nguyên lai like bọn hắn sớm đã nằm rong lòng bàn tay tiểu tử này, mặc kệ chạy đến đâu, đều có thể bị bắt trở về à, nói như vậy, huyết tầm cùng chứng tầm, cũng là hắn dùng cái mũi bắn được, chắc phàm bất sát chắc lưỡi một cái, không thể tin nói, cái mũi này thật con mẹ nó nghịch kia khó trách hắn khinh tường không thèm dùng thần thức Lệ kinh thiên khẽ gật đầu, sắp mặt so với chắc phàm còn nưng trọng hơn, chắc quản ra, chiếu theo như vậy, nếu chúng ta muốn chạy chúng, chẳng phải căn bản là không có khả năng, ách, ta khuyên các ngươi tuyệt đối đừng vậy, nếu không phải sẽ bị đánh rất thảm, quỷ nhát văn cẩn thận từng nghi từng tí khuyên nhủ. chắc phàm hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, cổ tam thông thần thông, so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn hơn nhiều, cứ như vậy, đừng nói là ông tiểu quỷ kia một tay, coi như là bình muốn toàn thân trở ra cũng không có khả năng, chương 430 hay cái mũi nghịch thiên hài vừa nghĩ đến đây sắc mặt trác phàm càng thêm ngưng trọng bất quá khi quay lại liếc nhìn quỷ nhát văn kia một chút hắn liền mỉm cười vỗ vỗ hắn đầu vai nói quỷ nhát văn người rất không tệ so với ba tin kia mạnh hơn nhà bị huyết tàm về vào thời gian dài như vậy hiện tại nghỉ ngơi một chút đi kế nhưng trác phàm vừa nói dứt trên mặt quỷ nhát văn còn chưa kịp lộ ra ý mừng ba quỷ còn lại liền không thể tin lớn tiếng hét to làm sao có thể ngươi không phải nói người trong ma đạo từ trước đến nay không tuân thủ hứa hẹn sao khoái miệng nhất lên một cái khinh miệt đụ cười trác phàm quỳ nhạo nói đây không phải hứa hẹn là khen thưởng nói xong liền không thèm nhức nhìn bọn hắn một chút chỉ để lại ba cái tiểu đồ vật một trận đấm ngực dậm chân hối hận vì sao không biết nắm bắt cơ hội như thế quỷ nhát văn thì đĩnh đĩnh lồng ngực đi tới đi lui trước mặt ba quỷ đang ngã nằm lan dưới đất kêu gào quét khoang một trận ba quỷ trận mắt nhìn trong mắt đều là ướp ao ghen tị lệ kinh thiên ở một bên nhìn vậy không còn gì để nói đồng thời càng thêm bội phục của bạn của trác phàm bốn tên quỷ lùn này mềm không được cứng không rong, đầu cũng không bình thường, muốn điều giáo, nhất định phải để bản thân bọn hắn trải nghiệm cái gì gọi là thưởng phạt, có công thì thưởng, có tội thì phạt, như thế, bọn hắn mới biết được cái gì là kính nể, lệ kinh thiên âm thầm tán tưởng đi đến trước mặt chắc phàm, chắc quản gia, săn ra muốn vắt khỏi vũng bùn mà bốn tên quỷ lùn này kéo chúng ta vào, không dễ dàng như vậy, không sai, bất quả cũng không quá tệ Chỉ ít chúng ta biết thần thông của cổ tam thông chính là cái mũi nghịch thiên kia, chắc phàm nhếch miệng lên, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía đỉnh núi dô cộ tam thông, trong mắt chớp động ánh sáng thâm thúy, bên trong thiên địa, không biết mới là đáng sợ nhất, hiện tại chúng ta đã biết được cần thông của hắn, vậy liền nhất định có biện pháp phá giả, không ai có thể là thiên hạ vô địch, bao gồm cả quái vật, trong lòng không khỏi run nghen, ánh mắt trệ kinh thiên nhìn về phía chắc phẩm càng thêm tán phục. đây mới là khí phát người làm bại sự nên có, cho dù đối mặt mạnh nhất kiên vũ, cũng có thể bình tĩnh giải quyết, dạng kiêu hùng chi tài, này lại không giờ thành gia chủ, thực sự quá đáng tiếc ầm ầm bỗng nhiên một tiếng vang vật lớn phát ra bầu trời dần dần trở nên u ám trác phàm ngửa mặt lên trời nhìn xem thở dài một hơi trời lập tức đổ mưa ta ni đưa dược tài cho tiểu từ kia rồi lại nghĩ đối rách tóm lại ta nhất định phải đem thu hắn làm thủ hạ nếu là chắc quản gia đã nói nhất định có thể làm được lệ kinh thiên diêm mép khẽ nhúc nhích cười to lên hiện tại hắn đã có chút sùng bái mù quáng đối với chắc phàm chắc phàm lắc đầu từ chối cho ý kiến thế nhưng còn không đợi hắn rất phát phía trên đách núi kia đã truyền tới ông thanh tức giận của cổ tam thông lão trời quỷ đánh giấm làm cái gì ồn áo chết chắc phàm tân thể trì trệ không khỏi dưỡng ra tiếp lấy chân mày hơi nhíu lại tơ hồ đang suy nghĩ cái gì sau một khắc liềm nghe một tiếng giống giận phát ra một đạo sóng âm như có thực chất trong nháy mắt từ trên đách núi bắn ra thẳng lên cửu tiêu chỉ trong nháy mắt lôi vân kia liền triệt để bị đánh cho sơ rác biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi bầu trời lại lần nữa quăng đắng ngàn dặm không mây Lệ Kinh Thiên không khỏi phí tức phi trệ, sợ hãi thán phục lên tiếng, cổ tam thông này quả nhiên lợi hại, tùy tiện hống một tiếng, thế mà so với huyền giai sóng âm vũ kỹ U Long Quỷ Ngâm do lão vu sử xuất còn mạnh hơn, thực lực này, thực sự thâm bất khả chắc a, à, chắc phàm lại nhíu mày càng sâu, cũng không tiếp lời, chỉ là sau khi hai con ngươi đảo quay, liền thì thào lên tiếng, tiểu tử này từ khi sau khi chúng ta gặp hắn, đều là một mặt lạnh nhạt, thậm chí dưa bao vờ phát qua lửa giận, hắc 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 báo là chúng ta còn chưa xứng để hắn nổi giận đi. Lệ Kinh Thiên nhét miệng cười nói, thế nhưng tại sao hắn lại nổi giận với một đám nôi vân? Lệ Kinh Thiên khẽ vật bình, nhìn Trác Phàm lắc đầu, đại khái là hắn không thích sông tố đi, là không vui, hay là giả ái? Ánh mắt hơi mị mị, Trác Phàm lẩm bẩm lên tiếng, thân thể Lệ Kinh Thiên lắc bột cái, ánh mắt tỏa dáng, cả kinh nói, Trác quản gia, người nói là hắn, không sai, có lẽ nhược điểm của hắn cũng là lôi. Trong mắt gáy lên một đạo tinh quang, ấn quyết trong tay Trác Phàm biến đổi, huyết tầm cũng dừng tra tấn bọn quỷ hung sát khiến bọn hắn một trận nhẹ nóng, thở dài ra một hơi. Chắc phàm nhìn bọn hắn thản nhiên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tích lôi sơn. Ai không? chúng ta bây giờ còn đang trong tay tiểu tử kia, gấp gáp chạy đến địa phương quỷ quái kia làm gì? Quỷ hung sát khá miệng thở hồn hển, dị yếu nói, chắc phàm hung hăng nguyết hắn một cái, món tay khẽ ngúc nhích, lão tử quyết định, các ngươi cứ y vậy mà là, đừng có nói nhảm nhiều như vậy, nếu không, tốt tốt tốt, chắc quản gia nói cái gì chúng ta làm cái gì, tuyệt đối không còn đám có dị nhị quỷ hung sát nâm lên hai tay, vội vàng lúc lắc nói, chắc phàm khẽ gật đầu, liền dương cánh bay về phía cổ tông thông, chờ một lúc lại bay trở về, nhìn về phía đám người nói, chúng ta đi, ưng ừ, nếu cổ tam tông đuổi tới thì làm sao bây giờ, quỷ hung phát trần chờ một chút, họ, không sao, ta đã nói với tiểu tử kia, chúng ta đi đến rõ xa hơn một chút tìm dược tài vãn, án, mà nơi đó lại có bắt phòng linh dược, cần ba ngày thời gian, hắn lập tức liền đáp ứng, thế nhưng đợi đến hắn nhận ra mà đuổi theo, chúng ta sớm đã bố trí bẫy dập quả đắng, Trác phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một đủ cười tà ác, ma sách tứ quỷ giật bình, cùng nhau lên tiếng, bẫy dập, không say, bẫy dập dụ bắt kẻ mạnh nhất thiên vũ, bất bại ngoan đồng cổ tam thông, trác phàm liên tục cười tà, trong mắt giái tinh quang. chương 433, lôi trận bẫy dập một, âm 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 âm, trên một tòa núi nguy nha cao trăm trượng, từ nam qua bắc, từ tây sang đông, lấy theo thứ tự hình dạng xoắn ốc, đứng sừng sững bốn tòa dân phong từ thấp đến cao, trên đỉnh núi bao phủ một mảnh mây đen nghịt Tình thoảng lại có giấm sách nện xuống, những đạo lôi quang này so với thùng nước còn lớn hơn nhiều, mặc kệ là nện lên đâu, đều sẽ như một đầu lôi long xoay quanh bốn ngọn núi một lần nữa trở lại trong đám mây đen nghịt kia, sau đó lại một lần nữa nện xuống, thả mắt nhìn qua, quả thực là từng cái từng cái lôi long vờn quanh đỉnh núi, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không dừng, nơi này chính là tích lôi dâng chắc phàm ở dưới dân núi nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, mở miệng hỏi, ma sách tứ quỷ, ào ào gật đầu trên mặt đều lộ ra vẻ chua xót không dám nhớ lại quỷ hung rắc càng là đẻ mặt buồn dầu nói về khó khăn trong quá khúng. Chúng ta bị vây ở chỗ này bảy 70 năm, mỗi ngày bị mấy chục ngàn đạo lôi điện đuổi theo, sơ ý một chút liền sẽ bị giống sát bộ xuống, ngoài cháy trong mềm, đau thấu tâm can. Nếu không phải có tên ngu hút nào đó đem cấm chế này mở ra một lỗ ổng, để cho chúng ta chạy thoát, bài không chừng chúng ta bây giờ đã hoàn toàn không có dũng khí sống sót, những năm này chúng ta thật sự sống không dễ dàng à, bọt, vừa nói, quỷ hung phát vừa chỉ về một khối sườn đồi phía Tây, rồi lớn tiếng khóc ba quỷ còn lại thấy vậy, cũng không khỏi rơi nước mắt, lệ kinh thiên nhìn hết cạnh, gương mặt măn không được bà hung ác co rút, vốn là chuyện thương tâm, rất đáng giá được đồng cảm, bị bọn gia hỏa này nói ra miệng, làm sao lại có cảm giác sai sai như thế, dương chuyện người ta cứu người, mặc kệ người kia là ai, đều có thể nói là ân nhân của các ngươi đi, các ngươi không cảm tạ ân tình cũng nghìn thôi, còn nói người ta ngu ốc, thiên hạ có dạng người như bọn ngươi sao, chắc phàm lại không vì mấy giọt nước mắt cá dấu của bọn hắn mà bị làm cho cảm động, chỉ là xa xa nhìn về phía sườn đồi kia, trong mắt khẽ đúc nhích, đối phương rằng những không phải là đầu ngốc, hơn nữa còn không phải không có ý phá vỡ cấm chế này, hả, chẳng lẽ người kia là cố ý thả bọn hắn đi ra, lông mày nhíu lại, lệ kinh tin ngạc nhiên nói, Trác phàm khẽ gật đầu, cười nói, cấm chế này mặc dù là nhập ra tùy tục, trên cơ sở dãy núi vốn là một tòa đại trận thiên nhiên mà được bố trí xuống, nhưng bố cục cực kỳ tinh tế, ít có lỗ thủng, vách núi kia, cũng là một trong những lỗ thủng hiếm hoi đó, trừ phi là cao thủ phong nghề, nếu không tuyệt đối khó nhìn ra, cái gì? Người kia là cố ý, vậy tại sao khi bốn người chúng ta đi ra, lại không thấy được bóng người của hắn? Chỉ một thắng Tứ Quỷ đã ngừng khóc, chỉ là nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy rất là kỳ lạ, bọn hắn tự hỏi, tự như trừ bốn người bọn hắn luôn ở bên nhau ra, coi như là trong tông môn cũng không có bằng hữu nào khác, người nào sẽ hảo tâm như vậy, cố ý đến cả bọn hắn đi ra, sờ mũi một cái, chắc phàm cười khẽ một tiếng, người kia làm như thế, tất nhiên có dụng ý của hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra hành động của hắn lại là thành phần cho lão tử. Ha 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 tốt, không cần nghĩ nhiều nữa, bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta chính là bố trí dũng trận pháp, chờ cổ tam thông vào cuộc, ta nhìn trận thức lục cấp này bất quá có chút tàn huyết, đợi ta thật tốt tu bổ một phen, nhất định làm cho uy lực của nó tăng lên gấp bội, chắc phàm chỉ chỉ ngọn núi kia, cười to, lệ tinh thiên khẽ gật đầu, nhưng một hồi sau lại co mày nói, chắc quản gia, Ngài thật sự có thể xác định tiểu tử kia sẽ vào trận sau, nếu là hắn nhìn thấy trận thức này, phát giác báo là cái bẫy, ở bên ngoài chờ chúng ta thì làm sao bây giờ, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chúng ta thế nhưng không dây dưa cùng hắn nổi ạ, à. người yên tâm đi, nếu như là người khác có lẽ sẽ không dễ dàng đi vào, nhưng hắn nhất định sẽ tiến vào, chính vì hắn có danh hiệu bách bại ngoan đồng, cả đời chưa bao giờ bại qua, người chưa từng trải qua thất bại, liền sẽ tự đại, mà tự đại, liền sẽ mù quáng, ta tin tưởng, dưới gầm trời này không có cường và thần chiếu nào dễ lừa hơn so với cổ tam thông, hơi nhét khóa môi, chắc phàm lộ ra nụ cười tự tin lệ kinh thiên rỗi ngón tay cái, tắm thưởng lên tiếng, chắc quản gia quả nhiên biết nhìn rõ lòng tâm người, người bình đường không thể nào so sánh, lão vô cực kỳ bội phục a à, tốt, người cũng đừng vuốt mông ngựa, mặc dù ta đoán được hắn sẽ vào trận, nhưng thực lực người này thâm bất phà chắc, có thể thuận lợi bắt hắn hay không, vẫn là hai chuyện, chỉ mong dựa vào đại trận thiên nhiên trên cơ sở trận thức lục cấp, cộng thêm hai người chúng ta khống chế, có thể trong một lần hành động thành công a à, nếu không chắc phàm như mày, thở dài một hơi, ma sách tứ quỷ nghe thế, nhìn vội vàng nhảy dựng lên, khàn khàn cúng họng cơ lên, vậy chúng ta làm gì? Các ngươi ở trong giận tiếp ứng, phối hợp với hai người chúng ta, nhiễu loạn cổ tam thông kia, không muốn, chúng ta cũng muốn nếm thử cảm giác khống chế giận pháp, trước kia tại ma sách tông, tất cả mọi người không để bốn người chúng ta động vào trận pháp, rõ ràng là kỳ thị chúng ta, tứ quỷ bất mãn hướng chắc phàm áng nghị, chắc phàm tức dạm mặt lại, trong lòng tầm than, bốn tình nhóc ngu ngốc các ngươi, người ta không để cho các ngươi động vô hợp pháp, chính là sợ các ngươi làm phiền, nói là kỳ thị cũng không đủ, sau đó hắn nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, ta cũng kỳ thị các ngươi, một đát nữa ta bày trận, đừng có mà con mẹ nó làm loạn động trận pháp của ta, còn có, sau khi cổ tam thông vào trong trận, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh, ra sức một chút cho ta, nếu không, chắc phàm động động ngón tay, thân thể tứ quỷ lập tức vung động, co rụt lại về phía sau, không ngừng gật đầu, chỉ là trong tích tắc bọn hắn vay người, lại lộ ra thần sắc vạn vần ủy khuất, oán hận dùng trên đá loạn đất đà, tân lý làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì tất cả mọi người đều kỳ thị bọn hắn, bốn người bọn hắn là ma đạo anh kiệt yêu tú như thế, làm sao lại không nhận được chào đón, nhìn bóng lưng có giúp hưu quạnh của bốn người, lệ kinh thiên bật cười lắc đầu một trận, cùng chắc phàm liếc nhau, tối với bốn tây giờ hơi này đều là giờ khóc giờ cười, chương 430 tù, lôi trận bẫy gặp hay, ngày sau, một đạo lưu quan vẹt qua bầu trời, bóng người cổ tam thông đã xuất hiện dưới chân tích lôi dơ, chỉ là khác biệt cùng ba ngày trước, mây đèn trên đỉnh tích lôi dân đã biến mất không còn tâm hơi khí trời phá lệ sáng sụ, bốn phía chim hót hoa nở, chỉ có tại tích lôi dân không có một ngọn cỏ kia, ở giữa nham thạch ở giữa tỉnh tẳng lại có sấm sét xẹt qua, như đang nhắc nhở mọi người, nơi này đã từng là nơi lôi hải bốc lên, thế nhưng cổ tam thông lại nhất thời nhìn không ra, chỉ hơi hơi nhún nhún chắp mũi, hướng về trên núi hát lớn, sáu tên khốn kiếp tắc ngươi, tiểu gia tín nhiệm ác ngươi như thế, lại chạy rốn khỏi tiểu gia, các ngươi có biết thời gian để tiểu gia có thể đi ra ngoài không nhiều lắm hay không? Các ngươi còn không mau tranh thủ thời gian tìm càng thêm nhiều dược tài cho tiểu gia ăn tiểu gia sẽ hối tiếc núi cả đời, lần tiếp theo được đi ra ăn dược tài, cũng không biết là lúc nào, nghe được không, ta biết các ngươi đang ở trong núi, tranh thủ thời gian lăn ra đây cho tiểu gia, tiểu gia thấy thời gian đã cấp bách nên sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu để cho tiểu gia phải tự mình bắt các ngươi, hừ hừ, kết cục thế nhưng là không nhất định tiếng cười lạnh non nớt tự như hài đồng của cổ tam thông không ngừng vang lê, âm thanh truyền xa trăm đỏng, thế nhưng bên trong dãy núi kia lại không có một chút động tĩnh, cổ tam thông sắc mặt sợ dữ, ghét lớn, tốt, cái này là các ngươi tự tìm chết, đợi đấy, một phi tiểu gia bắt được các ngươi, nhìn xem tiểu gia sẽ làm sao để thu thập các ngươi, vừa rứt lầy, liền nghe một tiếng nổ văng, cổ tam thông đã đột nhiên bay về vị trí trung tâm ngọn núi, thế nhưng khi hắn mới vừa tới đến giữa búng ngọn núi, hít hít cái mũi, muốn dò xét vị trí bọn người giác phẩm, bỗng nhiên vù vù một tiếng, cuồng phong đã nổ lây, tiếp theo từ bốn phía một trận biến hóa, bị khí lưu màu đen cuồn cuộn bao trùm, bốn ngọn núi nhất thời chìm ngập trong bóng đen che chảy, biến mất không thấy đâu nữa đồng thời, sấm sét nổ an trinh đỉnh đầu, lôi vân đen kịt tản ra điện quang áp xuống dưới, giống như một cái nắp đồi to bự, đem cổ tam thông triệt để nuốt lại, trong mắt bỗng nhiên co rụt, cổ tam thông không khỏi kêu lên giờ hãi, trận pháp, trác phàm cùng lệ kinh thiên vân bịt dấu ở trong dân động của bọn núi cao nhất cùng mọi núi thấp nhất trong vẫy núi, khống chế trận pháp, tiếp ứng lẫn nhau, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cổ tam thông, đều liên tục cười lạnh, hắc 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 bất bại ngoan đồng, ngươi nha, rốt cục cũng vào chồng, ầm ầm, tím sấm rền nổ vang, rơi vào trên đách núi, chỉ một thoáng, liền thấy một đầu lôi long xoay quanh bốn ngọn núi đi lên, đem trọn đỉnh núi vây trong giấm xét, một lần nữa trở thành lôi điện cấm chế cho dù là cao thủ tần chiếu cũng không trốn thoát được, cổ tam thông thân thể lắc một cái, lông mày nhăn tít, che lỗ tai lại, chán ghét nói, hỗn đản đáng chết, bày trận pháp vi không bày, ghét lần này tới lần khác là lôi trận, chắc phàm cùng nghệ kinh thiên hai người nghe thế, càng là cười to. Ha 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 đúng là chỉ có lôi trận mới có thể trị ái tinh tiểu quái vật nhà ngươi tên nhóc này quả nhiên sợ giống a à, lệ lão trước mắt chúng ta cho hắn nếm chút món ăn phai vị nhưng phải cẩn thận có lẽ lôi điện này sẽ gây tương tổn rất lớn đối với hắn ta cũng không muốn giết chết hắn ta muốn bắt sống Chắc phàm ở trong trận pháp truyền âm cho lệ kinh thiên lệ kinh thiên gật đầu Quề to ta minh bài ký tú của chắc quản gia dù sao bỏ ra nhiều dược tài như vậy cũng không thể ổn phí yên tâm đi lão phu có chừng mực kết quả là hai người lần nữa cười lớn một trận liền bắt đầu kết ấn ầm ầm một tiếng vang thật lớn phát ra, mấy trăm đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào chán cổ Tam Thông, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng phát ra, ở giữa dấm chốc, thân ảnh nhỏ nhắn xinh rắn của cổ Tam Thông thoáng chốc đã bị nện xuống lòng đất, tạo nên một mảnh bụi mù, chắc phàm vội vàng dừng lại, một mặt quan tâm nhìn về phía đó, hắt lớn, chờ một chút, tiểu tử này làm sao lại không chống cự, chẳng lẽ lôi điện có tính trí ngặng đối với hắn, vậy thì phiền phức, ta cũng không muốn để hắn chết, chắc quản gia, không bằng lão phu đi xem một chút Lệ Kinh Thiên đề nghị, chắc phàm nhíu mày, trần giờ không chừng, tí nhưng chờ khi bụi mù tán đi, một màn viến hai người không thể tin được xuất hiện, chỉ thấy mặt đất đã bị cổ tam thông đập ra một lỗ lớn, tự như mới bị sao băng nện qua, thế nhưng cổ tam thông vẫn như cũ em đẹp đứng ở nơi đó, bịt lái lỗ tay, quẹt mồm, khắp khuôn mặt là vẻ cong ghét, nhưng ngay cả một điểm vết thương đều không có, làm sao có thể, lôi điện hẳn là nhược điểm của hắn a? À. chắc phàm không thể tin hết to, lông mày nhân thành một bà, trầm ngâm một trận rồi quát to, yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ, các ngươi ở bên ngoài nhiễu loạn, để cho lão tử thấy rõ ràng một chút, hắn là làm sao cản được lôi điện, lệ lão, lần này chúng ta phải tăng thêm uy lực, vâng, năm người còn lại hô to một tiếng, tứ quỷ liên hóa thành bốn đạo hư ảnh quỳ tà bay về phía cổ tam thông, lệ kinh tiên tỷ cùng chắc phàm một chỗ vội vàng kết ấn, khạc khạc khạc, nghe thấy thanh âm quái khiếu truyền đến, cái mũi của cổ tam thông không khỏi hít vào một cái, quán hận nhìn hư ảnh bốn phía, quả nhiên là mấy người các ngươi đang làm trò quỷ ta ngửi được mùi vị của các ngươi, tranh thủ thời gian dừng trận pháp này lại, tiểu gia gách nhất là bị xét đánh, hắc 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 lôi điện quả nhiên là khắc tinh của tiểu quái vật nhà ngươi, chúng ta không ngừng đấy, ngươi có thể làm ghi chúng ta, quỷ hung sắt cười lớn một tiếng, hóa thành hư ảnh tiến lên, thừa cơ đánh lánh cổ tam thông một quyền, thế nhưng một quyền này đánh tới, cổ tam thông vẫn như cũ bịt lấy lỗ tay, thẳng tắp đứng đấy, không núp nhích, chỉ như một đứa bé đang biếu môi, có chút tức giận, thế nhưng khuôn mặt quỷ hung sắt lại dịu xuống, dao động cổ tay, sắp khóc đến nơi, con mẹ nó, thân thể tiểu tử này cứng đến bao nhiêu à, đáng hắn một quyền, nắm đấm của lão tử cũng sắp vỡ nát, ầm ầm, đúng lúc này, từ trên bầu trời, mấy ngàn lôi long hướng về phương hướng của cổ tam thông mà rơi xuống, chương 435, tiết quyên vô địch một, rầm rầm rầm, âm thanh giấm rách phong ngừng bạo hưởng, nơi cổ tam thông đứng đã bị lôi long cùng bạo nện thành một cùng vế tích, uy lực như thế, liền xem như cường giả thần chiếu đỉnh vong gặp phải, cũng tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi, thế nhưng hai người chắc phàm lại không thể cam ba, dạng công kích tịch cường này liệu có hiếu hiệu đối với cổ tam thông hay không, bởi vì hắn là bất bại ngoan đồng mạnh nhất thiên vũ, trăm chúng nơi đang tràn ngập bụi mù, chờ đến khi nó tiêu tán, trái tim chắc phàm đã nhanh giáp vọt đến cổ ọng, thế nhưng chờ đến khi bụi mù tán đi, hai đồng tử của chắc phàm lại bãnh liệt co rụt lại, Nhịn không được hít vào một bụng khí lạnh, quả thực không thể tin được đây là thật, chỉ thấy cổ tam thông lúc này vẫn như cũ, hai tay bịt lấy lỗ tay, tư thế không thay đổi đứng tại chỗ, thế nhưng sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, tựa hồ đang vô cùng tức giận, ma sách tứ quỷ, hắn đến tột cùng là làm sao cản được lôi điện, các ngươi ở bên cạnh hắn, chắc hẳn có thể nhìn được rõ ràng nhất, trác phàm cơ hồ là gầm thét xuyên âm hỏi, ma sách tứ quỷ hóa thành bốn đạo hư ảnh màu dám đi lanh quanh chung quanh cổ tam thông, cũng đang một trận kinh hoàng, run giọng báo cáo, chắc chắc quản gia, tiểu tử này căn bản không hề cản lại lôi điện, khi vạn đạo lôi điện kia đánh vào trên người hắn, hắn vẫn như không có việc gì, cứ như vậy đứng đấy, mắt sách tứ quỷ còn chưa rớt lầy, chắc phàm đã là không thể tin ngồi thuộc phúng trên mặt đất, thì thảo lên tiếng, chẳng lẽ lôi điện cũng không phải là nhược điểm của tiểu tử kia, là ta phán đoán sai rồi sao, chắc quản gia, làm sao bây giờ, tiểu tử kia một mực tại trong trận dây dưa, chúng ta cũng không làm gì được hắn, để lâu nhất định sẽ xảy ra vấn đề, chờ sau khi hắn ra ngoài tìm chúng ta tính sổ, thì chúng ta tiêu đẩy, ánh mắt hơi nhen lại, chắc phàm trầm ngâm một trận, nhìn lệ kinh thiên nói, lệ lão, coi như lôi điện cũng không phải là nhược điểm của hắn, vậy lúc trước hắn tức giận gào thét với lôi điện, cũng chỉ là chán ghét lôi điện mà thôi, coi như là ta đã tính sai, nhưng trận thức này, dù sao cũng là trận thức lù cấp trên cơ sở thiên nhiên đại trận, chúng ta dùng tất cả lực lượng cường công hắn, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng phải bài chút ra, biết đâu lại có thể thành công, được, lệ kinh thiên gật đầu một cái, lập tức kết ấn, chắc phàm thì thở dài, trong lòng một trận ai thắn, thì hắn nói như thế, tự hồ là được ăn tảng áp về không, thế nhưng từ trước khi bày chạy hắn cũng đã nghĩ tới giai thất bại bởi vì cái tiền để lôi địa là nhược điểm của cổ tam thông này cũng là do hắn phỏng bắn mà ra hắn căn bản là đang đem mạng của tất cả mọi người ra để đánh cược xác suất thành công của kế hoạch này cũng chỉ năm phần bất quá hắn quá muốn thu được cổ tam thông này cho nên mới dưới tình huống chỉ có năm phần nắm chắc đem mạng của tất cả mọi người bồi ở chỗ này nhưng dù vậy hắn cũng đã tính xong đường lui chỉ à đường lui kia cũng chỉ có năm phần và năng nếu lại bị cổ tam thông nhìn thấu hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh nói thật lần này hắn sát cực bã rất mạo hiểm, không giống đắc phong bình thường của hắn. Chắc quản gia, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi thế nào? Lệ kinh thiên truyền âm tới, chắc phàm thở dài một hơi, trong tay kết ấn, gật đầu nái, ta cũng đã xong, bắt đầu đi, vừa dứt lời, hai người kết ấn, bỗng nhiên, lôi vân vung trào, sấm sét phan rồi, bên trong biển mây đen kịt chấp động ra mấy trăm ngàn đạo lôi quăng, uy lực lớn đến mức, toàn bộ tích lôi sơn cũng nhịn không được mà run dậy, ngay cả bản thân trận thức hợp cấp đều không chịu nổi dạng uy lực này. Ma Sách Tứ Quỷ nhìn thấy điều trợn mắt khóc mồm, khoảng sợ kêu to, ào ào tứ tán, lần này, bọn hắn cũng không dám du đãng chung quanh cổ Tam Thông nữa, bởi vì lần này khác biệt cùng hai lần trước, chỉ cần dư âm lôi điện rơi xuống cũng ngủ để bốn người bọn hắn thịt đắt xương tan. Cổ Tam Thông bưng bít lấy hai lỗ tay nhìn giống sách trong không trung đang ngáy sáng như ban ngày, tức giận trong mắt càng sâu, "Cổ Tam Thông, một kích này nếu ngươi còn có thể chịu đựng, thì đây có lẽ chính là kiếp số của Trác Phàm ta." Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm cắn răng một cái, trong nháy mắt ấn quyết lại biến, ờ, à, mấy trăm ngàn tia giấm xét cùng nhau phóng xuống, như vạn mã lao nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền quấn quanh một chỗ, hình thành một đầu nôi long khổng lồ tựa như một dãy núi non trùng điệp, gào thét bay xuống, cỗ thanh thế hủy kiên diệt điệu kia tựa như muốn đem tất cả mọi thứ trên mặt đất nuốt trừng. chắc Phạm đã nghĩ đến có khả năng, một khi lôi long này đánh xuống phía dưới, toàn bộ tích lôi sơn rẽ bị hủy, phương viên trong vòng trăm dặm nhất định không còn một ngọn cỏ, thi hài khắp nơi, chỉ có bọn hắn là kẻ khống vế trận pháp, mới có thể bay bắn sống sót, đồ thán sinh linh như thế, vốn không phải là ước nguyện của hắn, thế nhưng hắn là ma hoảng, nhất tướng công thành vạn cốt khổ, vì để có được bắt bại ngoan đồng cổ tam thông này, hắn sẽ không thương tiếp những sinh linh không thân giảng quen kia, giấu, một tím gầm thách phang động bầu trời, từ trên trời giáng xuống, cổ tam thông cảm thụ được sóng nguy áp đang mạnh mẽ ép thẳng tới mặt, ánh sáng chói mắt phiến hắn nhịn không được phải nhau mắt lại, tiếng nổ điếc tay đã làm cho hai tay của hắn bị điếc tạm thời, vớt cục. Hắn bông một cánh tay đang bịt lấy lỗ tai ra, chậm rãi nắm thành một nắm đấm nhỏ nhắn, đón lấy, ô, oh, một quyền ngút trời rơi lên đối đầu trực diện với đầu lôi long, phát ra từng đạo ba đậu hủy dị, sắc mặt của cổ tam thông vẫn lạnh nhạt, không muốn liếc nhìn cái đầu lôi long kia dù gì bột chút, nhưng ba động vô hình trinh nắm tay lại như một đạo sao băng ngút trời, dọc cao hướng lôi long rơi xuống phía dưới, chỉnh chỉnh đối cứng trở về, mà phàm là nơi đạo ba động này đi qua, lôi điện liền trong nháy bắt sụp đổ, sau đó, mọi người yền kinh hãi nhìn đầu lôi long, bắt đầu từ phần đầu, từng bước một tán loạn cành từng điểm từng điểm ánh sáng rồi biến mất phong thái gì nữa